Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 31. Nhìn thấy ông lão áo đen, nét mặt Diệp Quân trầm xuống, mẹ kiếp, đối phương lại dám đi tìm người trợ giúp. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, giết hắn. Dứt lời, ông ta hóa thành một luồng sáng đen lao về phía Diệp Quân. Hai ông lão khác cũng không nói lời thừa thãi, đồng loạt xông về phía Diệp Quân. Ba cường giả cảnh giới thần đế. Tuy chỉ là cảnh giới thần đế, nhưng thực lực của ba cường giả này còn mạnh hơn một số cường giả đại đế ngoài kia. Cường giả ở đây hầu như đều không hề màu mè khoa trương. Diệp Quân tự biết mình không địch lại, người hắn thoáng run lên rồi ngự kiếm bay lên, biến mất ở nơi sâu trong dãy núi kia. Mà ông lão áo đen sao có thể cam tâm dừng lại? Ông ta dẫn theo hai người trợ giúp đuổi theo Diệp Quân. Diệp Quân điên cuồng bỏ chạy, mà ông lão áo đen thì điên cuồng đuổi theo, thấy Diệp Quân chỉ chạy, ông lão áo đen đi đầu cũng lơi là cảnh giác, cũng thêm chút khinh thường, đồng thời cũng hơi hối hận vì vừa nãy đã rút lui mà không thẳng tay giết thanh niên kiếm tu kia luôn, bây giờ có thêm hai người trợ giúp thì đến cuối lại phải thêm một phen đổ máu. Thật sự phiền não. Dưới cơn tức giận, ông lão áo đen càng đuổi theo gắt gao hơn. Nhưng lúc này, Diệp Quân phía xa đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người chém một kiếm. Đạo kiếm. Đương nhiên hắn cũng không dám khinh thường ông lão áo đen, lập tức thi triển đạo kiếm. Khoảnh khắc kiếm của Diệp Quân xuất hiện, ông lão áo đen vẫn đang đuổi theo hắn biến sắc, ông ta không thể ngờ thanh niên trước mặt lại đánh trả nhanh như thế nên không kịp cảnh giác. May mà ông ta phản ứng nhanh. Mau chóng tế ra khiên thần chắn trước mặt mình. Bùm! Nhát kiếm của Diệp Quân chém xuống, khiên thần vỡ tan, sức mạnh cường đại khiến ông lão áo đen liên tục lùi lại phía sau. Diệp Quân không dừng lại, bước về phía trước rút kiếm chém thêm một nhát nữa. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm 36 nhát chồng chất. Một kiếm xuất ra, ông lão áo đen đã bị chém lùi ra ngoài vạn trượng, mà phía trước mặt hắn và ông ta đã xuất hiện một khe hở thời không sâu thẳm gần vạn trượng. Diệp Quân không tiếp tục rút kiếm, vì hắn phát hiện đạo kiếm và thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm tốn quá nhiều sức. Liên tiếp chém hai nhát suýt nữa đã khiến hắn ngã xuống. Dù vậy cũng vẫn chưa đủ để giết ông lão áo đen, đối phương cùng lắm chỉ bị thương một chút thôi. Cường giả ở đây đúng là hàng thật giá thật. Hai ông lão ở bên cạnh thấy Diệp Quân chém hai nhát liên tục đẩy lùi được ông lão áo đen thì khựng lại, không dám tiến lên nữa, bọn họ nhìn Diệp Quân mà lòng chấn động. Kiếm của thanh niên này mạnh quá. Sau khi ông lão áo đen cầm đầu dừng lại cũng đầy kinh hãi, ông ta nhìn Diệp Quân phía xa, nghi hoặc hỏi, chẳng phải ngươi là cảnh giới địa tiên ư? Sao thực lực lại mạnh thế này? Diệp Quân nhìn ông lão áo đen nói, ta 18 tuổi. 18 tuổi. Nghe câu này của Diệp Quân, ba người phía ông lão áo đen sững người, không hiểu, nhưng rồi cả ba nhanh chóng hoàn hồn, vẻ mặt đều trở nên nặng nề. Chết tiệt! Tên khốn này đang khoe khoang thiên phú đấy à? Diệp Quân lại nói, ta còn có người nhà. Ông lão áo đen nhìn Diệp Quân chăm chăm, không nói gì. Hắn đang đe dọa đây mà. Đương nhiên ông ta cũng hơi dè chừng, yêu nghiệt trẻ tuổi thế này, sau lưng chắc chắn có cường giả. Nhưng nếu ông ta cứ thế từ bỏ đá tỷ kiếp thì lại không cam lòng, bởi vì đá tỷ kiếp đó thực sự quá quý giá, nếu có được. Ông ta có thể đến một số mật cảnh đã biết tìm kiếm bảo vật truyền thừa. Quan trọng nhất là ông ta còn cần dùng đá tỷ kiếp này để cứu người. Thấy ông lão áo đen do dự, Diệp Quân đang định lên tiếng, nhưng ông ta lại bỗng nói, không đúng. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt như dao. Diệp Quân cau mày. Ông lão áo đen nhìn hắn chằm chằm, người khoe khoang thiên phú và người nhà chỉ để hù dọa chúng ta thôi. Diệp Quân trầm giọng bảo, ta thật sự có người nhà. Ông lão áo đen bật cười, nào, nói cho ta biết ngươi ở tộc nào hay tông nào đi. Diệp Quân im lặng, người ở nơi này chắc chắn chưa từng nghe nói đến vũ trụ quan huyên. Thấy Diệp Quân im lặng, nụ cười của ông lão áo đen bỗng lạnh đi, muốn lừa lão phu à? Lão phu ăn muối nhiều hơn ngươi ăn cơm đấy. Diệp Quân nghiêm túc nói, ông nghĩ mà xem. Ta mới 18 tuổi đã đạt tới cảnh giới địa tiên rồi. Ông lão áo đen cắt lời hắn, ngươi đừng nói nhiều nữa, chỉ cần nói cho ta biết người phía sau ngươi là ai cho lão phu nghe thôi. Diệp Quân nhìn ông ta, ông nghe tới kiếm chủ nhân gian bao giờ chưa? Ông lão áo đen nhìn hắn đăm chiêu,
người đang cố ý kéo dài thời gian để trị thương cho mình đúng không? Thấy bị bại lộ, Diệp Quân không nói gì, quay người ngự kiếm bỏ chạy. Ông lão áo đen nổi trận lôi đình, người dám lừa ta à? Đuổi theo, giết hắn. Xa xa, Diệp Quân vừa chạy vừa hét, con mẹ nó chứ, ta thật sự không lừa ông. Phía sau ta thật sự có chỗ dựa, cô ta vô địch, bác ta vô địch, ông nội ta vô địch, cha ta cũng vô địch. Câm miệng. Ông lão áo đen cả giận, chắc lão phu tin ngươi. Diệp Quân. Giữa núi non mênh mông, Diệp Quân ngự kiếm bay đi, lúc này hắn đã tăng tốc độ lên đến cực hạn, kiếm không ngừng bay qua núi non vô tận, kiếm khí thi thoảng tản ra có thể chia cắt ngọn núi nghìn trượng làm hai. Mà sau lưng hắn, ba cường giả cảnh giới thần đế đỉnh cao đuổi theo sát nút như cái đuôi sau mông. Ba người cứ thế lao thẳng, bởi vậy nơi bọn họ đi qua, núi lớn liên tục sụp đổ, bụi bặm sỏi đá bay lên trời, mặt đất rung chuyển, vô cùng hãi hùng. Giờ khắc này Diệp Quân thật sự hơi bực mình, hắn nói thật mà ba ông già kia lại cứ không tin, điều này khiến hắn thật sự cạn lời. Nhưng cũng khiến hắn sinh lòng nghi ngờ, danh tiếng của cô có vẻ không lớn lắm, không chỉ chân vũ trụ không biết, tộc Bác Thiên không biết mà đến cường giả ở đây cũng không biết, đúng là kỳ lạ. Nhìn ba cường giả đuổi theo sát nút, Diệp Quân không còn cách nào nên chỉ đành trốn trước, vì bây giờ hắn thật sự không thể đánh lại được ba cường giả này. Ở vũ trụ Quan Huyên, với thực lực hiện tại thì thật ra cảnh giới thần đế không phải đối thủ của hắn, nhưng tới đây rồi hắn mới phát hiện, cường giả cảnh giới thần đế nơi đây mới là hàng thật giá thật, cường giả ở vũ trụ Quan Huyên và chân vũ trụ không thể sánh kịp. Có thể tưởng tượng cường giả cảnh giới đại đế ở đây chắc chắn còn kinh khủng hơn nữa. Diệp Quân không suy nghĩ nhiều, một lần nữa tăng tốc, may mà thuật ngự kiếm của hắn nhanh, ba ông lão kia không thể đuổi kịp ngay được. Nhưng hắn cũng biết cứ thế này cũng không phải cách, bởi vì ba ông lão kia đã có ý đuổi theo tới cùng mới thôi. Đầu Diệp Quân liên tục suy nghĩ cách ứng phó. Sau lưng Diệp Quân, ông lão áo đen cầm đầu nhìn chằm chằm hắn, lúc này ông ta vừa giận vừa thẹn, thế mà lại bị một thanh niên lừa gạt. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì thật sự rất mất mặt. Dưới cơn giận và thẹn, tốc độ của ông lão áo đen tăng lên không ít. Không biết đi qua bao nhiêu ngọn núi. Diệp Quân đột ngột dừng lại, thấy hắn dừng, mí mắt ông lão áo đen nhảy lên, ông ta cũng vội vàng dừng lại, đương nhiên bây giờ ông ta không dám khinh thường Diệp Quân nữa. Hai kiếm lúc trước của hắn thật sự khiến ông ta hãi hùng. Diệp Quân xoay người, nhìn ba người ông lão áo đen trước mặt, ba vị, nếu ta đồng ý giao đá tỷ kiếp ra, thì sẽ tha cho ta một con đường sống không? Nghe Diệp Quân nói thế, ba người đều sửng sốt, hơi bất ngờ. Tên này định đầu hàng ư? Ông lão áo đen cảnh giác nhìn Diệp Quân, phòng bị nói, người định giở trò gì? Diệp Quân nghiêm túc nói, một đấu một thì ta còn có chút cơ hội thắng, nhưng một đấu ba thì ta không thể thắng được, nên ta chọn cách giao đá tỷ kiếp ra, bảo vệ tính mạng. Dù sao đá tỷ kiếp quý giá nhưng nếu mạng không còn thì giữa nó lại cũng có ích gì. Nghe được lời của Diệp Quân, ông lão áo đen nhìn hắn thật lâu, người trẻ tuổi này không cố chấp. Tư tưởng giác ngộ cũng cao đó. Đúng là nhân tài. Nhưng ngẫm lại, người này thông minh mưu lược như vậy, làm thế nhất định phải có âm mưu gì đó. Ông lão áo đen nghĩ đến đây chợt cười khẩy, ba chúng ta giết người cũng có thể lấy được đá tỷ kiếp, không phải sao? Diệp Quân không nhiều lời, xòe tay ra, đá tỷ kiếp xuất hiện trong tay hắn, hắn nhẩm niệm, đá tỷ kiếp bay ra. Nhưng nó không bay tới trước mặt ông lão áo đen mà là bay tới trước mặt ông lão tóc bạc bên phải ông lão áo đen. Diệp Quân không chút do dự xoay người chạy. Ba ông lão đều sững sờ. Đặc biệt là ông lão tóc bạc, ông ta ngớ ra, sao tiểu tử này lại đưa cho mình. Lúc này, cảm nhận được ánh mắt của ông lão áo đen, ông lão tóc bạc vội vầm đá tỷ kiếp trong tay, nhìn ông lão áo đen với vẻ cảnh giác, Trần Quyền, người định làm gì? Ông lão áo đen tên Trần Quyền trầm giọng nói, Cố U, viên đá này là của ta. Cố U nheo mắt, huyền khí trong người lưu chuyển, lạnh lùng nói, Trần Quyền, thứ này đâu có viết tên ngươi. Nghe vậy, nét mặt Trần Quyền lập tức lạnh đi. Mà lúc này, ông lão áo bào xám bên cạnh bỗng lên tiếng, Trần Quyền, Cố U, ta không có hứng thú với đá tỷ kiếp này. Trước khi tới Trần Quyền đã hứa với ta, chỉ cần giết được thanh niên đó. Ông ta sẽ cho ta 300 vạn linh nguyên, bây giờ hai người các ngươi một người đưa cho ta 300 vạn linh nguyên,
ta sẽ đi. Gấp đôi. Nghe lời ông lão áo bảo xám nói, Trần Quyền và Cố U đều cau mày. Vẻ mặt ông lão áo bảo xám vẫn bình tĩnh, ông ta nhìn hai người không nói. Im lặng hồi lâu, Trần Quyền xòe tay, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt ông lão áo bảo xám, trong nhẫn có vừa đủ 300 vạn linh nguyên. Ông lão áo bảo xám cất nhẫn không gian đi, sau đó nhìn Cố U cũng không dám không đưa, vì nếu không đưa ai dám đảm bảo ông ta sẽ không liên thủ với Trần Quyền. Cũng chính vì điều này, ông lão áo bảo xám mới dám đòi nhiều như thế. Cố U xòe tay, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt ông lão áo bảo xám, đương nhiên ông ta cũng không khách sáo mà nhận lấy ngay, sau đó người ông ta rung lên, biến mất nơi cuối bầu trời. Nơi đây chỉ còn lại Cố U và Trần Quyền, hai người nhìn nhau với ánh mắt bình tĩnh, nhưng đều toát ra sát khí. Trần Quyền đột nhiên nói, thanh niên đó chắc chắn không phải người tốt, hắn chủ động giao đá tỷ kiếp ra chắc chắn có bẫy, ta đoán lúc này có lẽ hắn đang ẩn nấp, chờ hai chúng ta cùng bại trận rồi tới ngư ông đắc lợi. Cố U bình tĩnh nói, vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì? Trần Quyền trầm giọng bảo, Cố U, ngươi nên biết viên đá này quan trọng với ta nhường nào, con trai của ta đi vào Thượng Thanh Tông cùng người ta đến giờ vẫn còn mắc kẹt trong trận kiếp ở đó, chỉ viên đá này mới có thể cứu được mạng họ, nếu ngươi đồng ý đưa viên đá này ra, ta sẵn sàng dâng lên 1.000 vạn linh nguyên. 1.000 vạn linh nguyên, ở loạn tinh giới này phải nói là một khoản tiền khổng lồ. Nơi này không thể so sánh với chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên, nơi đây bị chân vũ trụ phong tỏa, lại thêm từng có chiến tranh nên rất nhiều linh mạch đã bị tổn hại, bởi thế linh nguyên rất quý giá ở nơi này. 1.000 vạn linh nguyên thật sự là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng Cố U lại lắc đầu, Trần Quyền, người cũng biết giá trị của vật này, có nó không chỉ tránh được các loại kiếp số, còn có thể đến một vài mật cảnh đặc biệt. Nói cách khác, nếu ta mang đi bán thì ít nhất cũng được 1 tỷ linh nguyên. Bây giờ ngươi lại chỉ ra giá 1.000 vạn, không có thành ý chút nào. Còn chưa nói xong, sắc mặt Cố U đã đột nhiên biến đổi, bởi vì Trần Quyền đã lao về phía ông ta. Ra tay! Trần Quyền nhìn chằm chằm Cố U trước mặt, sát khí và thù địch trên mặt hiện lên rõ ràng, ông ta biết kiếm tu kia chủ động đưa đá tỷ kiếp ra là có âm mưu. Không đúng! Kiếm tu đó đưa đá tỷ kiếp cho Cố U không phải âm mưu, mà là dương mưu. Nếu ông ta muốn có đá tỷ kiếp này thì chỉ có thể cướp. Thấy Trần Quyền trực tiếp động thủ, trên mặt Cố U cũng lộ vẻ hung dữ, lúc này mà muốn ông ta chủ động giao đá tỷ kiếp đương nhiên là điều không thể, thịt dâng đến miệng rồi sao có thể chủ động nhả ra. Chẳng mấy chốc, hai người đã lao vào đánh nhau, thằng con báo hại. Thực lực của hai người đều vô cùng mạnh. Vừa giao đấu đã khiến đất trời sụp đổ, vạn sơn hóa thành tro, cực kỳ khiếp khủng. Mà trận đại chiến kéo dài gần một canh giờ, Cố U hoàn toàn bị áp chế, rơi vào thế bất lợi tuyệt đối. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua. Bùm! Bỗng nhiên một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp trời đất, sau đó Cố U bay ra, mà khi ông ta bay ra, Trần Quyền lại tiến về phía trước tung ra một quyền. Quyền mang vạn trượng. Dầm! Cố U bị đánh bay cả vạn trượng, ông ta vừa dừng lại, cơ thể đã vỡ nát. Trong lòng Cố U kinh hãi, ông ta vội nói, Trần Quyền, đá tỷ kiếp này thuộc về ngươi, ngươi cầm lấy đi. Lời còn chưa dứt, Trần Quyền đã lao tới trước mặt rồi đấm lên linh hồn của ông ta. Bùm! Trong nháy mắt, thần hồn của Cố U đều bị tiêu diệt. Trần Quyền xòe tay, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trong tay ông ta. Trong nhẫn ngoài đá tỷ kiếp còn có hơn 500 vạn linh nguyên. Trong mắt Trần Quyền hiện lên vẻ hung ác, giết người thì đá tỷ kiếp cũng thuộc về ta. Nói rồi ông ta cất nhẫn không gian đi, lạnh lùng nhìn chung quanh, thanh niên kiếm tu, ta biết ngươi đang ẩn nấp, ra đây đi. Không có phản hồi. Trần Quyền phóng thần thức bao phủ phạm vi mấy vạn dặm, nhưng rất nhanh ông ta lại cau mày, vì ông ta không phát hiện ra hơi thở của Diệp Quân. Thật sự đi rồi. Trần Quyền trầm tư một lúc, đang định rời đi thì lúc này bỗng có biến hóa, thời không trước mặt ông ta tách ra, một tàn ảnh lao ra, không phải Diệp Quân mà là ông lão áo bảo xám đã bỏ đi lúc trước. Sắc mặt Trần Quyền tối sầm, ông ta tung quyền ra. Đùng đoàng! Hai người vừa va chạm đã tách ra, đồng thời rút lui, sau khi lùi khoảng vạn trượng, Trần Quyền dừng lại, ông ta nhìn ông lão áo bảo xám phía xa,
gằn giọng, Phương Mộc, ngươi là chim sẻ trực sẵn đấy à? Ông lão áo bào xám tên Phương Mộc cười khẩy, thần vật như đá tị kiếp sao ta có thể không động lòng được? Trần Quyền, lúc bình thường thì ngươi và ta 50-50, nhưng bây giờ ngươi vừa chiến đấu với Cố U, thực lực không được 7 phần khi ở trạng thái đỉnh cao, bây giờ ngươi giao đấu với ta không có cơ hội thắng đâu. Nếu ngươi đồng ý giao đá tị kiếp ra thì ta có thể thả ngươi đi. Trần Quyền nhìn Phương Mộc, cười nhẹ, ngươi cứ việc thử. Phương Mộc nheo mắt, cũng không nhiều lời, người rung lên rồi biến mất tại chỗ. Thời không trước mặt Trần Quyền tách ra, một luồng sức mạnh đáng sợ quét tới. Vẻ hung ác lóe lên trong mắt Trần Quyền, ông ta lao về phía trước, tung một nắm đấm về phía Phương Mộc. Dầm! Thời không xung quanh sôi trào, sau đó hủy diệt. Hai người đồng thời kịch liệt lui lại, nhưng một khắc sau cả hai lại lao vào nhau. Chẳng mấy chốc, trời đất rung chuyển, rồi không ngừng vỡ tan và tiêu biến. Cứ như vậy, hai người đánh nhau suốt một ngày đêm nhưng không phân thắng bại. Lại thêm vài canh giờ trôi qua, Phương Mục thấy mình không thể đánh bại Trần Quyền nên lập tức dừng lại, không ra chiêu nữa, nhìn chằm chằm Trần Quyền, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta phát hiện ông lão trước mắt còn mạnh hơn mình nghĩ. Nếu tiếp tục đánh thì sẽ cả hai bên cùng bại. Nghĩ đến đây, Phương Mộc cũng quyết đoán xoay người, biến mất như một tia sáng trên bầu trời. Trần Quyền đã có 600 vạn linh nguyên, kiếm lợi ổn định chứ không lỗ, không cần phải liều mạng nữa. Thấy Phương Mộc dứt khoát rời đi, Trần Quyền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này nét mặt ông ta thay đổi rõ rệt, ông ta quay người tung ra một quyền. Dầm! Kiếm quang bộc phát, Trần Quyền lùi lại ngay lập tức, sau đó lại thấy một luồng kiếm quang nữa phóng tới. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm 30 nhát. Dầm! Trời đất nứt lìa, kiếm quang mạnh mẽ chém thẳng vào người Trần Quyền, ông ta bị đánh bay ra xa nghìn trượng, ông ta còn chưa kịp dừng thì đã lại phải đón nhận một kiếm nữa. Đạo kiếm! Một kiếm rồi lại một kiếm. Thời không xung quanh Trần Quyền nổ tung, cùng nổ với nó còn có thân xác của ông ta. Nếu như ở trong trạng thái ổn định, ông ta có thể đỡ được kiếm này của Diệp Quân. Nhưng sau khi liên tiếp đánh nhau với hai người, thực lực chưa bằng 5 phần khi toàn lực, đương nhiên ông ta đã không còn là đối thủ của Diệp Quân nữa. Ngay khi linh hồn Trần Quyền vừa nứt, một thanh kiếm đã đâm vào đầu mày của ông ta, ghim ông ta ngay tại chỗ. Trần Quyền nhìn Diệp Quân xuất hiện ở phía xa, không hề tức giận mà cười nói, ta biết ngay ngươi chưa đi mà. Ta đã biết thanh niên như ngươi sẽ biết. Diệp Quân hơi khó hiểu, nếu đã biết ta chưa đi thì sao ông không từ bỏ đá tị kiếp này? Trần Quyền nhìn Diệp Quân, không nói gì. Ngay khi hắn định lên tiếng thì ông ta lại cười tâu toét, thanh niên, đi về dãy núi cách đây trăm vạn dặm phía bên phải, ở đó có một mật cảnh tên là Thượng Thanh, trong mật cảnh có tông môn siêu cấp Thượng Thanh Tông từ nghìn vạn năm trước. Trong mật cảnh Thượng Thanh có vô số kiếp, nguy hiểm trùng trùng, nhưng người có đá tị kiếp có thể phá được mọi kiếp ở đó. Nói rồi ông ta xòe tay, nhẫn không gian chậm chậm bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian, có tổng cộng 2.000 vạn linh nguyên. Diệp Quân cất nhẫn, xoay người rời đi. Trần Quyền nhìn Diệp Quân rời đi xa, nhẹ giọng nói, thanh niên, người nhất định phải đi. Thằng con báo hại này, nếu lần này con có thể may mắn sống sót thì phải chú ý nhiều hơn nhé. Bởi vì cha không thể bảo vệ con được nữa rồi. Dứt lời. Linh hồn của ông ta hoàn toàn biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bên kia, Diệp Quân khoanh chân ngồi xếp bằng trên đất, hắn lấy khôi phục đan ra uống, vừa nuốt xuống, một luồng năng lượng thuần khiết đã lan ra khắp cơ thể, sau đó truyền khắp tứ chi bách hài. Ngay sau đó, tinh thần lực và khí lực của hắn bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Một lúc sau, Diệp Quân hoàn toàn khôi phục lại, hắn xòe bàn tay ra. Chiếc nhẫn của Trần Quyền xuất hiện trong tay hắn, bên trong có 12 viên đan dược trị thương, cấp bậc không cao lắm, đều chỉ ở cấp tiên, ngoài ra còn có 2.000 vạn linh nguyên. Nói thật là hơi nghèo. Đương nhiên đó là so với hắn trước đây, còn với hắn bây giờ thì thực sự là một khoản tiền rất lớn. Sau khi cất chiếc nhẫn đi, Diệp Quân nhìn bên phải, khẽ cau mày, Thượng Thanh Tông. Diệp Quân thầm hỏi trong lòng, tiền bối. Người đã nghe tới Thượng Thanh Tông bao giờ chưa? Người phụ nữ bí ẩn nói, chưa nghe bao giờ, ta cũng không biết nhiều về thời đại vĩnh sinh đó. Diệp Quân khẽ gật đầu,
người hắn hơi rung lên, hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Hắn quyết định tới đó xem sao. Trên đường đi, người phụ nữ bí ẩn bỗng nói, chỉ số thông minh của kẻ thù nơi này hơi cao đấy, người phải cẩn thận hơn. Diệp Quân, ông lão áo đen hắn gặp lúc trước không chỉ thực lực mạnh mà chỉ số thông minh cũng cực cao, chỉ có điều hắn không hiểu là ông ta đã biết rõ hắn đang ẩn trong bóng tối, tại sao không từ bỏ đá tỷ kiếp này. Chắc chắn không phải tham tiền, vì ông ta không ngốc, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Diệp Quân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Từ khi tới đây, hắn phát hiện không nên xem thường bất kỳ người nào, đặc biệt là những ông lão đã tu luyện nhiều năm, bọn họ không có ai là đơn giản hết, dù là thực lực hay trí óc. Sau này gặp kẻ địch nhất định phải cẩn thận. Một lúc sau Diệp Quân tới trước một dãy núi, mấy vạn trượng phía trước hắn mây đen giăng kín, bao trùm ngọn núi lớn bên dưới, mà trong mây đen ấy thi thoảng lại có sấm sét phóng đến nơi sâu trong dãy núi. Nhìn những tia sét đó, nét mặt Diệp Quân trở nên hơi nặng nề. Khí thế mạnh quá. Đúng lúc này, người phụ nữ bí ẩn lên tiếng, đây là tuế nguyệt kiếp, khi đột phá tuế nguyệt đại đế mới xuất hiện. Diệp Quân hơi khó hiểu, tiền bối, vì sao ở đây lại nhiều kiếp như vậy? Người phụ nữ bí ẩn nói, có hai lý do, một là trận pháp do mấy thế lực mạnh nhất nền văn minh vĩnh sinh năm đó cùng nhau lập nên, dùng để chống lại chủ nhân bút đại đạo của nền văn minh thần đạo. Nhưng trận pháp này bị phá hủy, vì vậy trận pháp phản vệ vũ trụ này, bởi thế đâu đâu trong vũ trụ này cũng có các loại kiếp. Thứ hai là vì ở đây không có trật tự, trần vũ trụ có trật tự của đại tỷ, vũ trụ quan huyên có trật tự cha cậu để lại nên không loạn, nhưng ở đây không có. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Nói rồi hắn nhìn về phương xa, dãy núi dưới mây đen mơ hồ, không thể nhìn rõ. Đây chính là mật cảnh thượng thanh đó. Người Diệp Quân rung lên, hắn hóa thành kiếm quang biến mất ở nơi xa, trong chớp mắt, hắn tới lối vào sơn cốc, hắn nhìn vào trong thì thấy thi thoảng có sấm sét phóng xuống, mặt đất rung chuyển, núi non chấn động. Trong sơn cốc như ngày tận thế, mật cảnh thượng thanh, Diệp Quân đang định đi vào nhưng lúc này có tiếng bước chân vang lên, hắn quay lại thì thấy có hai người đang chậm chậm bước đến, người đi trước là một cô gái mặc váy mây thêu hoa, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp. Trên eo thắt một viên linh ngọc cực phẩm thượng hạng. Mà đi cùng cô ấy là một chàng trai áo trắng, tướng mạo của hai người này khá giống nhau. Cả hai đều đang nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân lùi sang một bên nhường đường. Lúc này, cô gái đi trước nhìn hắn hỏi, công tử cũng tới thăm dò mật cảnh thượng thanh à. Diệp Quân hơi bất ngờ, không ngờ cô ấy lại chủ động hỏi, hắn đáp tới xem thử. Cô gái váy mây quan sát Diệp Quân, cảnh giới địa tiên. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Nghe lời này của Diệp Quân, cô gái váy mây và chàng trai áo trắng đều bị sốc, trên mặt họ tràn đầy sự khó tin. Trong mắt cô gái lộ ra vẻ kinh ngạc, cảnh giới địa tiên mà lại tới đây hả? Diệp Quân im lặng, hắn biết cảnh giới của mình quá thấp, hắn tới đây có vẻ không được bình thường. Hai người trước mặt đều là cảnh giới tuế nguyệt tiên, hắn mới cảnh giới địa tiên. Trên địa tiên là chân tiên, thiên tiên, chí tiên, đạo tiên, tuế nguyệt tiên. Cách nhau cả năm cấp độ. Diệp Quân lắc đầu cười, hắn cảm thấy cảnh giới của mình thấp đến lạ, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhìn hai người trước mặt, cười nói ta chỉ tới đây xem thôi, không có ý định đi vào. Vẫn nên khiêm tốn thì hơn, ngông nghênh quá dễ bị dậy đời. Nghe Diệp Quân nói thế, cô gái váy mây lắc đầu khuyên giải, công tử à, thực lực của ngươi quá thấp. Thật sự không nên tới đây, đừng nói đi vào mật cảnh sơn cốc kia, dù gặp phải những người tâm địa độc ác cũng vô cùng nguy hiểm, mau rời đi đi. Diệp Quân nhìn thoáng qua cô gái váy mây, cười nói, đa tạ cô nương nhắc nhở. Cô gái váy mây gật đầu, sau đó cùng chàng trai áo trắng bên cạnh đi vào sơn cốc. Lúc này chàng trai áo trắng bên cạnh cô gái váy mây chợt nói tỉ, người này không biết tự lượng sức mình, cảnh giới địa tiên mà cũng dám tới đây. Tỷ nhắc nhở hắn làm gì? Cô gái váy mây hơi nhíu mày, nhắc nhở một câu thì mất cái gì? Chàng trai áo trắng khẽ nói, một người không nhìn rõ được bản thân mình, bây giờ tỷ nhắc nhở hắn có thể cứu được hắn nhất thời, nhưng sau này hắn cũng sẽ chết ở nơi khác thôi. Cô gái váy mây lắc đầu, thanh niên đó đi tới đây có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, nếu không với thực lực của hắn sẽ không tới đây mạo hiểm, nên ta mới nhắc nhở, nếu hắn nghe thì đương nhiên là tốt.
nhưng nếu hắn không nghe thì cũng không có cách nào. Chàng trai áo trắng cười bảo, nếu là đệ, đệ sẽ chẳng nhắc nhở hắn đâu, dẫu sao cũng đâu được lợi gì. Cô gái váy mây lắc đầu, chỉ là một chuyện còn con thôi, mong cầu lợi ích gì. Nói rồi cô ấy nhìn chàng trai áo trắng với vẻ không vui, tính này của đệ không được đâu, đi ra ngoài đừng quá khắt khe, gieo nhân thiện gặp quả thiện, gieo nhân ác gặp quả ác, làm người đừng quá ích kỷ, kẻo lại nhận lấy quả ác, tự chuốc họa vào thân. Chàng trai áo trắng cười khẽ, không cãi lại. Chẳng mấy chốc, hai tỷ đệ đã đi vào sơn cốc. Sau khi hai người vào sơn cốc, Diệp Quân lại chờ một lúc rồi mới đi vào. Vừa tới gần sơn cốc, Diệp Quân đã cảm nhận luồng uy áp cường đại đáng sợ, đè nặng khiến hắn hơi ngạt thở. Mạnh quá! Diệp Quân nhìn bầu trời trong sơn cốc lóe lên tia sét, vẻ mặt cực kỳ nặng nề, tuế nguyệt kiếp này không phải điều mà bây giờ hắn có thể chống cự, nếu không có đá tỷ kiếp, hắn cũng không dám đến đây. Mà chắc là tháp gia có thể chịu được. Sau khi vào sơn cốc, phía trước không xa có một lôi khu, Diệp Quân phát hiện trong lôi khu có 7 người đang cố gắng duy trì trận pháp chống lại lôi uy ấy. 7 người lần lượt thi pháp, duy trì bảo vệ trận pháp của họ, nhưng có thể nhìn ra được cả 7 người đã gần như kiệt sức, chết chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên Diệp Quân không chọn cách ra tay giúp đỡ, tuy hắn có đá tỷ kiếp nhưng hắn không muốn để lộ ở nơi này. Dù có thể cứu 7 người kia, nhưng hắn không dám chắc nếu cứu xong, họ có rêu rao chuyện hắn có đá tỷ kiếp hay không, hay thậm chí bọn họ sẽ ra tay luôn với hắn. Bản chất con người rất xấu xa. Hắn không dám cược. Dù sao bây giờ hắn tự bảo vệ mình còn khó, trước khi có thực lực mạnh tuyệt đối, làm việc tốt nên suy nghĩ cẩn thận trước. Diệp Quân cẩn thận đi vòng qua lôi khu bên đó, sau đó men theo vòng ngoài chậm chậm đi vào chỗ sâu. Rất nhanh hắn đã đi qua một khe núi, cách khe núi mấy nghìn trượng có một ngọn núi cao vạn trượng, phía trên đỉnh núi loáng có thể thấy thoáng mấy tòa kiến trúc cổ kính nguy nga. Diệp Quân nhìn lên đỉnh núi, trong lòng biết rằng có lẽ đây là Thượng Thanh Tông trong truyền thuyết. Diệp Quân men theo bậc thang đá xanh trước mặt đi về phía xa, khi tới chân núi, hắn xoay người nhìn về cách đó không xa, bên phải, ngoài phạm vi mấy chục trượng có một tấm bia, trên bia có 3 chữ lớn, Thượng Thanh Tông. Đúng lúc này, trên núi chợt vang lên tiếng đánh nhau, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, hắn không nghĩ nhiều mà tăng nhanh bước chân, men theo thang đá đi lên đỉnh núi. Lên đến đỉnh núi, Diệp Quân nhìn thấy người đang đánh nhau ở đó chính là hai tỷ đệ cô gái váy mây lúc nãy. Đối thủ của họ là một hình nộm sắt đen cầm kiếm sắt, hình nộm cầm kiếm sắt một đấu hai mà vẫn hoàn toàn áp đảo hai tỷ đệ cô gái váy mây, họ gần như không có năng lực đánh trả. Nhìn hình nộm đó, vẻ mặt Diệp Quân chấn động, thực lực của hình nộm này còn mạnh hơn Trần Quyền lúc trước, nếu ở vũ trụ Quan Huyên và chân vũ trụ thì đại đế cũng không phải đối thủ của nó. Lúc này người phụ nữ bí ẩn chợt nói, có lẽ đây là thuật hình nộm đã thất truyền từ lâu, ta cũng chỉ thấy trên sách cổ, không ngờ trên đời lại thật sự có phương pháp tu luyện đáng sợ này. Thực lực của hình nộm này đã đạt tới bán bộ đại đế rồi. Bán bộ đại đế. Diệp Quân gật đầu. Thực lực của hình nộm này rất lợi hại, hơn nữa chất liệu tạo nên nó còn rất đặc biệt. Trong lúc chiến đấu, sức mạnh của hai tỷ đệ cô gái váy mây tấn công lên người nó mà nó chẳng hề mảy may chút nào. Lúc này người phụ nữ bí ẩn lại nói, người có thể phát triển ở loạn tinh giới này, nếu người học được hết văn minh võ đạo của nền văn minh vĩnh sinh thì càng tốt. Diệp Quân cười nhẹ, đang định nói thì lúc này hình nộm phía xa chợt chém vào chàng trai áo trắng. Sức mạnh ấy khiến hắn ta bay ra xa nghìn trượng, nhưng nó không đuổi theo hắn ta mà quay lại chém cô gái váy mây. Thấy hình nộm chém tới, cô gái váy mây biến sắc, cô ấy phất tay áo, một luồng lưu quang bay ra. Rầm! Lưu quang vỡ vụn, cô gái váy mây bị hất văng, hình nộm lao về phía trước, dùng kiếm đâm về phía cô ấy, tốc độ của nó thực sự quá nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt cô ấy. Mặt cô gái váy mây xám ngắt. Cô ấy không thể ngăn được nhát kiếm này. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên ôm lấy eo của cô ấy, ngay sau đó một thanh niên xuất hiện trước mặt cô, hắn chém ra một nhát kiếm. Bùm! Nhát kiếm này đã ngăn được hình nộm, nhưng sức mạnh từ thanh kiếm của hình nộm lại đẩy cả Diệp Quân và cô gái váy mây ra xa mấy trăm trượng. Vừa dừng lại, Diệp Quân nhìn tay phải của mình, tay phải đã rách toác, có thể thấy xương trắng lộ ra. Sức mạnh vô cùng đáng sợ. Diệp Quân kinh hãi. Mà lúc này,
hình nộm đó lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, Diệp Quân nheo mắt, kéo cô gái váy mây sang một bên, cô nương, hình nộm này quá mạnh, cô tránh sang một bên đi kẻo bị thương, để ta đối phó. Nói xong hắn lao ra. Phía sau, cô gái váy mây nhìn Diệp Quân lao ra mà sửng sốt. Diệp Quân không khoanh tay đứng nhìn, cô gái mặc váy mây này tâm địa lương thiện, xứng đáng được hắn cứu. Sau khi đấu một kiếm với con rối kia, Diệp Quân thầm kinh hãi. Sức mạnh của con rối này vượt khỏi dự liệu của hắn, đương nhiên, hắn cũng thấy phấn khích hơn. Từ sau khi đột phá, hắn đã muốn đấu một trận cho thỏa lòng rồi, xem thử thực lực của mình tới đâu, bây giờ vừa hay có con rối này để luyện. Diệp Quân đâm một kiếm về phía con rối, tốc độ kiếm cực nhanh, tích tắc đã đâm thẳng về phía cổ họng con rối. Con rối không những không lùi mà còn bước tới, đồng thời đâm kiếm ra, nhát kiếm này cũng đâm về phía cổ họng Diệp Quân, lấy mạng đổi mạng. Diệp Quân biết cơ thể con rối như tường đồng vách sắt, đao kiếm không đâm thủng, nào dám lấy mạng đổi mạng như nó được chứ. Hắn lập tức lắc người né sang bên, nhưng lúc này, con rối bỗng đổi đâm thành chém, chém kiếm về phía Diệp Quân với tốc độ cực nhanh, Diệp Quân cả kinh vội lấy kiếm đỡ ngang. Keng! Nhát kiếm này chém xuống khiến Diệp Quân bị chém lui ra nghìn trượng, vừa dừng lại, khóe miệng hắn đã rớm máu. Thấy cảnh này, cô gái váy mây hoảng hốt, cô ấy bay tới bên cạnh Diệp Quân, vội hỏi, công tử không sao chứ? Diệp Quân lau máu trên khóe miệng rồi nhìn cánh tay của mình, cánh tay phải của hắn đã nứt toác, máu tươi không ngừng phun ra, trông rất ghê. Nhìn cánh tay của mình, Diệp Quân thầm thấy kinh hãi, con rối này mạnh khủng khiếp, hơn nữa cơ thể lại vô cùng rắn chắc, thần vật bình thường khó có thể khiến nó bị thương, công thủ toàn diện. Đúng lúc này, con rối kia bỗng cầm kiếm thẳng đứng giữa trán, búng xéo tay trái về phía mặt đất. Thấy thế, Diệp Quân vội kéo cô gái váy mây, cô nương, sức mạnh của thứ này khiếp người, chúng ta không phải là đối thủ của nó, rút. Vừa dứt lời, con rối kia đã tấn công về phía hai người, Diệp Quân kéo cô gái váy mây bỏ chạy. Bị Diệp Quân kéo tay, cô gái váy mây đỏ mặt, cô ấy nào đã thân mật với đàn ông thế này bao giờ đâu. Cô ấy muốn rằng ra theo bản năng, nhưng Diệp Quân nắm chặt quá, lại thêm hai người đang trong tình cảnh nguy hiểm nên cô ấy cứ để mặc. Lòng thầm nhủ, mình đã phản kháng mà huynh ấy nắm chặt quá thì thôi, không liên quan gì tới mình. Ngay lúc ấy, sau lưng hai người bỗng vang lên giọng nói của chàng trai áo trắng, tỷ, còn đệ nữa mà. Sao tỷ quên đệ luôn vậy? Nghe thấy giọng của chàng trai áo trắng, cô gái bỗng sực tỉnh, suýt thì quên mất đệ đệ. Cô ấy vội quay đầu nhìn, may là ba người bọn họ đã chạy xa mấy nghìn trượng, con rối kia không đuổi theo mà lui trở về đứng trước đại điện ở đằng xa. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân lấy một viên đan dược ra uống sau đó lại đưa một viên cho cô gái váy mây, cho cô nương này. Cô gái váy mây cũng không từ chối, khẽ cười, đa tạ. Nói rồi cô ấy nhận viên đan dược nhưng không uống mà cất đi. Chàng trai áo trắng bên cạnh bỗng hỏi, ta thì sao? Ta không có à? Diệp Quân nhìn chàng trai áo trắng, ngại quá, ta không có nhiều đan dược, xin thứ lỗi. Hắn không có nhiều đan dược thật. Nghe Diệp Quân nói vậy, chàng trai áo trắng bĩu môi, hắn ta trợn mắt nhìn Diệp Quân nhưng Diệp Quân lại bơ đẹp hắn ta sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trị thương. Lúc này, cô gái váy mây bỗng lấy ra một bình ngọc trắng đưa tới trước mặt Diệp Quân, cho huynh này. Trong bình ngọc có 5 viên đan dược cấp đế. Diệp Quân khá kinh ngạc, hắn biết tài nguyên của nơi này thiếu thốn, đan dược cấp đế rất khan hiếm. Ông lão áo bảo xám lúc trước còn không có lấy một viên đan dược cấp đế nào luôn đấy, thế mà cô gái váy trắng này một lần cho hắn những 5 viên đan dược cấp đế. Thân phận của cô gái này không đơn giản. Diệp Quân cũng không từ chối, nhận bình đan dược, đa tạ. Cô gái váy trắng cười nói, ta tên Nam Cung Tuyết, còn huynh. Diệp Quân đáp, Diệp Quân. Chàng trai áo trắng đứng bên cạnh bỗng hỏi, có phải là Diệp tộc đại tộc ở Nam Cực Thần Châu không? Diệp Quân lắc đầu. Chàng trai áo trắng lại hỏi, là tán tu à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Chàng trai áo trắng nhìn Diệp Quân, không hỏi thêm gì. Nam Cung Tuyết lại hơi bất ngờ, huynh thật sự là tán tu à? Diệp Quân gật đầu, ừm. Nam Cung Tuyết cười nói, vậy huynh thật sự rất lợi hại, là một tán tu, không dựa vào cha mẹ,
không dựa vào bối cảnh gia thế lại có thể tu được đến trình độ này, hơn nữa năng lực chiến đấu lại mạnh đến cỡ này. Đỉnh thật! Diệp Quân cười gượng, cũng tạm tạm thôi. Nam Cung Tuyết nhoẻn miệng cười, cô ấy quan sát Diệp Quân. Diệp Quân mặc một bộ trường sam màu mây trắng, bên trong mặc áo bào màu xanh, thân hình thẳng tắp như kiếm như thương, mày kiếm mắt sáng, vô cùng anh tuấn, lại cộng thêm hắn ôn tồn lễ độ, cư xử đúng mực, thật sự là một quân tử phong độ. Nam Cung Tuyết nhìn mãi rồi chợt thất thần, chàng trai áo trắng bỗng kéo tay áo cô ấy, tỷ, đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy chứ. Mặt Nam Cung Tuyết càng đỏ ửng. Thấy thế, chàng trai áo trắng cạn lời. Hắn ta không phải là kẻ ngốc, sao không nhìn ra tỷ tỷ của mình có thiện cảm với chàng trai kiếm tu này cơ chứ? Chàng trai áo trắng kéo Nam Cung Tuyết sang bên, nhắc nhở tỷ, hắn chỉ là một tán tu thôi. Nam Cung Tuyết bình thản hỏi, tán tu thì sao? Chàng trai áo trắng trầm giọng nói, tỷ đừng giả ngốc với đệ, tộc Nam Cung chúng ta là đại tộc, chúng ta không làm chủ được hôn nhân của mình đâu, tỷ mà ưng ý chàng trai này. Không chỉ hại bản thân tỷ mà còn hại cả hắn nữa. Nam Cung Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, gì mà ưng ý chứ, Nam Cung Vân, đệ nói lung tung cái gì vậy? Nói rồi cô ấy giơ tay lên đấm vào mặt Nam Cung Vân. Do không kịp đề phòng, Nam Cung Vân bị đánh bay ra cả trăm trượng. Nam Cung Vân ngơ luôn. Sau một hồi, Diệp Quân đang ngồi xếp bằng bỗng đứng lên, bây giờ thương thích của hắn đã hồi phục kha khá rồi. Diệp Quân nhìn Nam Cung Tuyết, cười nói, Nam Cung Tuyết cô nương, tiếp theo hai người định thế nào? Nam Cung Tuyết hỏi lại, huynh thì sao? Diệp Quân ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, sau đó nói, ta muốn tiếp tục thử. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân, huynh có nắm chắc phần thắng không? Diệp Quân lắc đầu, không chắc chắn, nhưng vẫn muốn thử. Nam Cung Tuyết lập tức nói, ta đi với huynh. Diệp Quân hơi do dự. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân, huynh sợ ta liên lụy huynh à? Diệp Quân cười đáp, sao vậy được? Thực lực của Nam Cung Tuyết cô nương rất mạnh, ta cũng không có lòng tin thắng được cô nương. Hắn không hề nói điêu, cô gái này là cường giả cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên, thực lực rất mạnh, hắn không nắm chắc phần thắng khi đánh đơn với đối phương. Nam Cung Tuyết cười nói, vậy chúng ta cùng đi thôi. Diệp Quân suy nghĩ rồi gật đầu, cũng được. Nói rồi hắn nhìn Nam Cung Vân ở đằng xa, Nam Cung Vân lập tức nói, đương nhiên là ta sẽ đi cùng hai người rồi. Nam Cung Tuyết lại nói, đệ về tộc đi. Nam Cung Vân xứng người, Nam Cung Tuyết trầm giọng nói, thực lực của đệ quá yếu, ở đây nguy hiểm trùng trùng. Lúc trước, Nam Cung Vân còn không đỡ nổi một nhát kiếm của con rối kia, tiếp tục ở đây thì chỉ là gánh nặng thôi. Nam Cung Vân hơi buồn bực, Nam Cung Tuyết bỗng nhíu mày. Nam Cung Vân nhìn thấy vậy thì bất giác lùi sau mấy bước, hắn ta hơi sợ người tỷ tỷ này. Nam Cung Vân ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, trong lòng thở than, hắn ta cũng biết thực lực của mình đúng là quá yếu, hắn ta cũng không có dũng khí đối đầu lại với con rối kia. Nghĩ vậy, Nam Cung Vân nói tỷ, vậy tỷ cẩn thận nhé, đệ về tộc trước. Đoạn, hắn ta nhìn Diệp Quân một cái, rồi quay người rời đi. Sau khi Nam Cung Vân đi, Diệp Quân nhìn Nam Cung Tuyết, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn đi về hướng đỉnh núi, hắn đã rất háo hức muốn đấu lại với con rối kia. Chẳng bao lâu, hai người đã tới đỉnh núi, con rối kia vẫn đứng bất động trước cửa đại điện. Diệp Quân không hề phí lời, hắn bỗng biến mất tại chỗ, con rối ở đằng kia cũng biến mất. Vụt, vụt, hai âm thanh xé gió vang lên, hai thanh kiếm lướt qua đâm về phía nhau. Diệp Quân không đối đầu trực diện với con rối kia, khi kiếm còn cách con rối nửa trượng thì Diệp Quân bỗng thi triển kiếm vực, một luồng sức mạnh ghê gớm trực tiếp chân áp con rối. Nam Cung Tuyết đứng bên cạnh thấy Diệp Quân thi triển kiếm vực thì đôi mắt xinh đẹp long lanh, kinh ngạc hô lên kiếm vực. Ở phía xa, khi kiếm vực vừa xuất hiện, tốc độ kiếm của con rối lập tức bị chân áp, chính vào giây phút này, trường kiếm của Diệp Quân đâm thẳng vào cổ họng của con rối. Keng! Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân bị đánh lùi ra trăm trượng. Vừa dừng lại, Diệp Quân thầm thấy kinh hãi, con rối này không chỉ có sức mạnh kinh người mà phòng ngự cũng quá khủng khiếp. Không dám nghĩ nhiều nữa vì con rối kia đã đánh tới. Diệp Quân bỗng đâm ra một nhát. Đạo kiếm. Nhát kiếm này vừa đâm ra, Nam Cung Tuyết đứng đằng xa vô cùng kinh ngạc, kiếm kỹ này.
ầm. Phía xa, con rối kia bị Diệp Quân đánh lui, mà lúc nó vừa lùi lại, Diệp Quân bỗng thừa thắng xông lên, mạnh mẽ chém một nhát xuống. 30 đạo thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Ầm. Một đạo kiếm quang chém lên người con rối, sức mạnh khủng bố đánh nó bay ra, sau cùng đập mạnh lên vách đá rung lên kịch liệt, nhưng con rối thì lại không bị hư hại chút nào. Sắc mặt Diệp Quân trở nên nặng nề, vì hắn phát hiện mình xuất liên tiếp hai nhát kiếm mà con rối này không bị gì cả. Giỏi, chịu đòn quá. Sắc mặt của Nam Cung Tuyết đứng một bên cũng vô cùng nặng nề, uy lực hai nhát kiếm này của Diệp Quân đáng sợ đến vậy mà không thể làm tổn hại gì đến con rối này, lực phòng ngự của nó quả thật quá phi thường. Đúng lúc này, con rối bỗng xông lên trước, hóa thành nghìn vạn kiếm quang. Diệp Quân hoảng hốt, hắn không ngờ thứ này còn biết cả kiếm kỹ. Không nghĩ nhiều, hắn bước tới trước đâm kiếm ra. Đạo kiếm. Rầm. Nghìn vạn kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân bị đánh bay nhưng lần này con rối cũng phải liên tiếp lùi sau, cuối cùng đập mạnh vào vách đá kia mới dừng lại. Diệp Quân vừa rớt đất đã cảm thấy ngũ tạng mình như vỡ nát, máu không ngừng tuôn ra qua khóe miệng. Bấy giờ, Nam Cung Tuyết xuất hiện sau lưng Diệp Quân, cô ấy đỡ hắn dậy rồi lấy một viên đan dược cấp đế ra cho hắn uống. Diệp Quân dùng đan dược xong thì thương thế hồi phục nhanh chóng. Nam Cung Tuyết trầm giọng nói, Diệp công tử, thực lực của con rối này quá mạnh, chúng ta. Diệp Quân, không sao. Nói rồi hắn lại xông ra. Nam Cung Tuyết sững sờ, còn đánh tiếp à? Cứ như vậy Diệp Quân hết lần này tới lần khác khiêu chiến con rối, tuy mới đầu lần nào cũng bị đánh bại nhưng hắn cũng học hỏi được rất nhiều, sau mấy ngày tốc độ của hắn nhanh dần lên. Sức lực cũng càng lúc càng mạnh. Diệp Quân lại bị con rối kia chém bay, mà lần này, hắn vừa dừng lại thì cơ thể đã bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Chân tiên. Thấy Diệp Quân đột phá chân tiên, Nam Cung Tuyết bỗng thấy kinh ngạc, cô ấy không ngờ Diệp Quân lại đột phá trong lúc chiến đấu. Mà sau khi Diệp Quân đạt đến chân tiên, thực lực của hắn lại có thay đổi cực lớn. Diệp Quân chợt biến mất tại chỗ. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Lần này, là 35 đạo chồng chéo. Tuy chỉ hơn 5 đạo nhưng uy lực lại tăng lên gấp nhiều lần. Nhát kiếm này xuất ra, trời đất vỡ nát. Con rối kia bị chém bay, sau cùng đập mạnh lên vách đá rung lên kịch liệt. Cùng lúc đó, trên người con rối cũng xuất hiện một vết kiếm sâu hóm. Có thể chém nó bị thương rồi. Diệp Quân nở nụ cười khi nhìn thấy điều này. Vẫn là chiến đấu mới có thể khiến thực lực được nâng cao nhanh hơn. Chiến đấu với con rối, từng giây từng khắc hắn luôn ở trong trạng thái đề phòng cao độ, vì chỉ bất cần một chút thôi thì sẽ bị con rối này đánh bị thương nặng. Hơn nữa, trong trạng thái chiến đấu, tiềm lực của hắn cũng được kích thích, thực lực tổng thể cũng sẽ được nâng cao. Qua một lúc lâu sau, Diệp Quân bỗng xuất một kiếm chém lui con rối kia. 39 đạo thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm chồng chéo. Sức mạnh của nhát kiếm trùng điệp này khiến con rối kia hơi đỡ không nổi, bị đánh bay. Mà sau khi nó dừng lại, Diệp Quân ở phía xa lại tiếp tục xông về phía nó. Lại đánh ra một nhát kiếm. Con rối bất giác giơ kiếm lên đỡ. Keng! Một mảng kiếm quang vỡ nát, con rối kia bị đánh bay thẳng ra xa, đập mạnh vào vách đá, mà khi nó dừng lại, kiếm quang đầy trời, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào ngực nó, con rối đứng bất động. Sau khi đánh bại con rối, Diệp Quân nằm trên đất, sức cùng lực kiệt. Mệt chết đi được. Đặc biệt là phải đấu với con rối không có cảm xúc, thân xác lại khủng bố thế này, vì nó không sợ chết. Còn khiến người ta đau đầu hơn cả thể tu. Nam Cung Tuyết đứng bên cạnh quá đỗi kinh ngạc, cô ấy không ngờ chàng trai kiếm tu này lại có thể đánh bại được con rối bán bộ đại đế. Mạnh quá. Chẳng trách người ta nói tuy tán tu rất nghèo nhưng một khi có thể phát triển thì sẽ cực mạnh. Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Quân thu con rối đã đứng im bất động ở phía xa lại, bàn bạc với Nam Cung Tuyết một lát, sau đó đi về phía cánh cửa kia. Hai người vừa đi vừa đề phòng, không dám sơ suất. Vừa vào trong cửa, một người đã chậm rãi đi tới, Diệp Quân và Nam Cung Tuyết đều sững sờ. Có người sao? Người đi tới thấy Diệp Quân và Nam Cung Tuyết cũng hơi ngẩn ra, rõ ràng không ngờ có người vào được trong này. Một giây sau, người kia nhìn Diệp Quân rồi trợn tròn mắt, là ngươi. Ngươi! Nói rồi,
người kia bước tới trước chộp lấy tay Diệp Quân, mẹ kiếp, trả tiền. Mau trả tiền. Diệp Quân ngơ ngác, trước giờ mình có mượn tiền ai đâu. Trả tiền. Diệp Quân nghe mà ngớ người ra, trả tiền gì? Diệp Quân rút tay lại theo bản năng, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện ra người đàn ông trước mặt cầm tay hắn chặt như xích, tay phải hắn không thể nào cử động được. Diệp Quân kinh hãi, sức mạnh của người đàn ông này khủng bố quá. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Quân, lại nói trả tiền. Mau trả tiền. Diệp Quân đè nén sự kinh hãi trong lòng, lễ phép hỏi, tiền bối, có phải ông nhận nhầm người rồi không? Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Quân, có phải ngươi họ Diệp không? Diệp Quân hết sức ngạc nhiên, sao tiền bối biết? Người đàn ông lại nói, có phải cha ngươi là kiếm chủ nhân gian Diệp Huyên không? Diệp Quân kinh ngạc không nói nên lời, trong lòng như sóng cuộn biển trào, người này lại quen biết cha mình. Người đàn ông, ta không nhận nhầm người, trả tiền đi. Diệp Quân cười khổ, tiền bối, ta và ông không hề quen biết, sao ông lại bảo ta trả tiền chứ? Người đàn ông xòe tay, một tờ giấy xuất hiện trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân nhìn lướt qua thấy trên đó có ghi một dòng, hôm nay mượn nơi này vô số bảo vật, con trai sẽ trả. Con trai trả. Diệp Quân nhìn người đàn ông, đây là cha ta viết à? Người đàn ông gật đầu, chuẩn, ngươi xem đi, còn có dấu tay máu nữa. Diệp Quân nhìn dấu tay máu kia thì đen mặt. Cha mượn đồ để con trai trả sao? Vậy cũng được luôn. Giây phút này hắn bỗng cảm thấy năm xưa ông nội nuôi cha ở bên ngoài chưa triệt để. Người đàn ông bình tĩnh nói, trả tiền đi. Lúc nói chuyện, ông ta cầm chặt tay Diệp Quân như sợ hắn chạy mất. Diệp Quân chần chừ rồi nói, tiền bối, trên đời làm gì có lý này cơ chứ? Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt không mấy thân thiện, không phải ngươi muốn bùng nợ đấy chứ? Diệp Quân nói, cha ta mượn mà. Người đàn ông, nhưng ông ta bảo ngươi trả, ngươi là con trai ông ta, đúng không? Người ta nói cha nợ con trả là chuyện hiển nhiên, thế nên. Ngươi còn vấn đề gì nữa không? Diệp Quân trầm tư một lúc rồi hỏi, ông ấy mượn bao nhiêu? Nếu mượn ít thì hắn trả. Vì dù sao cũng là cha mình mà. Thấy Diệp Quân chịu nhận, người đàn ông khẽ cười, không nhiều, dồn lại chắc tầm mấy chục tỷ linh nguyên. Cái gì? Diệp Quân giật mình, trợn tròn mắt, mấy chục tỷ linh nguyên. Nam Cung Tuyết đứng bên cũng há hốc mồm, khó tin, mấy chục tỷ linh nguyên. Sao có thể? Người đàn ông gật đầu, đúng rồi, ngoài mấy chục tỷ linh nguyên còn có vô số thần vật nữa. Diệp Quân lắc đầu, quả quyết từ chối. Cha thế này, không có còn hơn. Thấy Diệp Quân lắc đầu, sắc mặt người đàn ông trầm xuống, người muốn quỵt nợ à? Ông ta không thể làm gì được cha của chàng trai trước mặt, vì cha hắn là vua dựa dẫm. Nhưng thằng nhóc này thì khác, thằng nhóc này vắt mũi chưa sạch, ông ta có cả nghìn cách để trị hắn, cùng lắm thì ông ta cướp cũng được. Không đúng, mượn nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, sao có thể nói là cướp được chứ? Diệp Quân nhìn người đàn ông này, lòng thầm hỏi, tháp gia, nếu ta dốc toàn lực thì được bao nhiêu phần thắng ông ta? Tiểu tháp, 10 phần. Diệp Quân khấp khởi vui mừng, nhưng tiểu tháp lại nói, ông ta nắm hết 10 phần. Nụ cười của Diệp Quân đông cứng. Tiểu tháp tiếp tục nói, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nói chuyện với ta, ông ta nghe được đấy. Diệp Quân nín thinh, chợt thấy gượng gạo. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta cũng là một người hiểu lý lẽ, năm xưa cha ngươi cướp. À, mượn chỗ ta vô số bảo vật và linh nguyên. Ông ta cũng đã viết giấy nợ nói con trai sẽ tới trả. Ngươi là con trai ông ta, đương nhiên ngươi phải trả nợ rồi. Mượn nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, đúng không? Diệp Quân suy nghĩ rồi hỏi, tiền bối, sao ông không bảo cha ta trả luôn? Người đàn ông nhìn Diệp Quân, thầm nhầm trong bụng, nếu ta đánh lại cha ngươi thì còn cần phải tìm ngươi à? Đương nhiên, ông ta sẽ không nói lời này ra. Phú thần ông ta cần sĩ diện. Người đàn ông bình tĩnh nói, trên giấy nợ viết rõ là con trai trả, đương nhiên ta phải tìm ngươi rồi, tìm cha ngươi làm gì? Diệp Quân bỗng cười, tiền bối nói có lý, mượn nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, người nhà họ Dương ta mượn tiền thì người nhà họ Dương ta sẽ trả. Thấy Diệp Quân bỗng nhiên thay đổi thái độ, người đàn ông thấy hơi bất ngờ, lòng thầm đề phòng, phải cẩn thận khi đối phó với con của vua dựa dẫm mới được.
Diệp Quân lại nói, bây giờ ta không có tiền. Người đàn ông nhíu mày. Diệp Quân tiếp tục nói, đương nhiên rồi, người nhà họ Dương ta tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Hay là thế này đi, ta lại viết cho ông một giấy nợ nữa, cha ta mượn tiền, ta không trả nổi thì để con trai của ta tới trả. Tiểu Tháp. Người đàn ông nhìn Diệp Quân chòng chọc, con trai ngươi ở đâu? Diệp Quân do dự một lát rồi trả lời, còn chưa ra đời. Hỗn xược. Người đàn ông nổi giận. Giây phút này ông ta bỗng nhớ lại cảnh tượng vô số năm về trước, nhớ lại xong thì ông ta giận không kìm được, đúng là cha con ruột, y một lối, cha mượn con trả không nổi thì cháu trả. Cứ cha truyền con nối mãi sao? Lúc tức giận, người ông ta tản ra một luồng khí tức khiến trời đất trở nên hư ảo, mảnh trời này không thể chịu đựng nổi luồng khí tức này. Diệp Quân thầm kinh hãi, thực lực của tiền bối này khủng bố quá, chắc là hơn xa đại đế. Cha mình cũng biết chơi thật, cha mượn tiền tiêu để con trai trả. Chuyện mất hết nhân tính này mà cha cũng làm ra được sao? Đến chịu. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Ta biết nhà họ Dương ngươi sản nghiệp to lớn, chắc chắn ngươi có tiền, ngươi trả tiền cho ta lập tức rời đi, không gây phiền phức gì cho ngươi, ngươi thấy sao? Diệp Quân hơi bất lực, tiền bối, ta thật sự trả không nổi. Người đàn ông lạnh giọng, ngươi làm chủ Tiên Bảo Các đúng không? Diệp Quân không trả lời, tiền bối này còn biết cả Tiên Bảo Các. Người đàn ông lại nói, Tiên Bảo Các giàu vô địch, sao trả không nổi được chứ? Diệp Quân trầm giọng nói, nếu tiền bối cứ muốn ta trả thì cũng được, dù sao thì mượn nợ trả tiền là lẽ đương nhiên mà. Nói đến đây, hắn bỗng chuyển đề tài, tiền bối, bây giờ tất cả tiền tài trong người ta đều bị người khác phong ấn rồi, nếu ông giúp ta phá phong ấn thì ta sẽ hai tay dâng hết tất cả bảo vật lên cho tiền bối. Nghe Diệp Quân nói vậy, Tiểu Tháp bật cười. Thằng nhóc này bắt đầu chơi chiêu rồi. Nếu người khác phong ấn thì người đàn ông này còn có thể phá được, dù sao đối phương đã là cường giả tuyệt thế hiếm có từ mấy nghìn vạn năm trước, càng không cần phải nhắc đến việc ông ta còn sống được đến ngày hôm nay, chắc chắn thực lực bây giờ còn khủng bố hơn xưa. Nhưng phong ấn trong cơ thể Diệp Quân là của Thiên Mệnh Váy Trắng để lại. Muốn phá giả phong ấn của Thiên Mệnh Váy Trắng chẳng khác nào tự tìm đường chết. Người đàn ông nhíu mày khi nghe Diệp Quân nói vậy, phong ấn trong người ngươi à? Diệp Quân vội gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông đặt tay phải lên vai Diệp Quân, một giây sau, ông ta lập tức sững sờ, vì Diệp Quân không nói dối, trong người hắn thật sự có một phong ấn. Diệp Quân lại nói, tiền bối, người để lại phong ấn này cực kỳ mạnh. Ông, người đàn ông khẽ cười, mạnh lắm à? Diệp Quân gật đầu, thành thật nói, vâng ạ. Người đàn ông, thế ngươi có biết ta mạnh cỡ nào không? Diệp Quân chớp mắt, cỡ nào ạ? Người đàn ông cười ha hả, khi xưa cha ngươi đối diện với ta, ta trở tay là đã có thể diệt được ông ta. Diệp Quân không nói gì, tất nhiên hắn không tin lời người đàn ông này, nếu trở tay có thể diệt được thì ông sẽ không để cha ta mượn nhiều tiền vậy rồi. Như đọc được suy nghĩ của Diệp Quân, người đàn ông khẽ cười, ngươi không tin sao? Diệp Quân gật đầu. Diệp Quân thản nhiên nói, phụ thân ngươi năm xưa, thứ thật ông ta thật sự lợi hại không phải là thực lực, mà là. Nói đến đây, ông ta bỗng lắc đầu, thôi bỏ đi. Bây giờ nói mấy cái này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, ta giúp ngươi trừ bỏ phong ấn, ngươi trả nợ cho ta, chúng ta không ai nợ ai. Diệp Quân gật đầu, vâng, chỉ là phong ấn này mạnh lắm, tiền bối. Người đàn ông bật cười, ngươi không biết gì về thực lực của ta cả. Nói rồi, ông ta vỗ tay phải lên vai Diệp Quân, nháy mắt, một luồng năng lượng đáng sợ đã thâm nhập vào cơ thể. Cố gắng phá phong ấn. Ông ta không quá xem trọng phong ấn trong người cậu thiếu niên kiếm tu này, nói công tâm thì thời bây giờ đúng là có người có thể đánh bại được ông ta, nhưng đếm không quá năm đầu ngón tay. Nói một cách khác, mấy người kia không xuất hiện, vũ thần ông ta vô địch, muốn tung hoành ngang dọc như thế nào cũng được. Vũ thần vừa đặt tay phải lên vai Diệp Quân thì một tia kiếm quang bỗng phóng từ người Diệp Quân ra. Lúc cảm nhận được tia kiếm quang này, sắc mặt người đàn ông tái đi, kinh ngạc nói, ôi địch, ngươi. Lúc nói chuyện, ông ta định rút tay nhưng đã không kịp. Vù, chớp mắt, tia kiếm quang kia đã thuận theo lòng bàn tay của người đàn ông đâm vào cơ thể ông ta bị ghim tại chỗ, không động đậy được.
Người đàn ông sửng sốt. Diệp Quân thầm thở phào một hơi, thực lực của người đàn ông trước mặt này sâu không lường được, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta, nên chỉ có thể mượn cách này nhờ cô khống chế ông ta thôi. Còn về giấy nợ, đó là kiếm chủ nhân gian nợ, liên quan gì tới Diệp Quân hắn chứ? Lúc này, người đàn ông bỗng hoảng sợ hỏi, người phụ nữ kia đi theo ngươi à? Diệp Quân nhìn người đàn ông, hỏi lại, ý ông nói là cô ta hả? Người đàn ông vội gật đầu. Diệp Quân, đúng vậy, cô dẫn ta ra ngoài lịch luyện. Nghe vậy, người đàn ông giận tím mặt, chơi vậy mà được à? Hả, sao người nhà ngươi đều chơi kiểu vậy thế? Diệp Quân hồ nghi, sao ông này lại kích động vậy? Người đàn ông giống giận, bảo vệ ca ca xong giờ lại bảo vệ cháu. Người nhà các ngươi chơi kiểu này thì người ta chơi sao lại? Hả, các ngươi không thấy quá đáng hả? Hả, trời ạ! À. Diệp Quân nhìn người đàn ông bị ghim đứng im kia rồi đi tới trước mặt ông ta. Sắc mặt ông ta chợt thay đổi, ngươi định làm gì? Diệp Quân cầm lấy tay người đàn ông rồi rút nhẫn không gian của ông ta ra, sau đó kéo Nam Cung Tuyết bỏ chạy. Động tác vô cùng thành thục. Người đàn ông đứng tại chỗ ngơ ngác. Cướp! Thằng nhóc khốn nạn này lại dám cướp nhẫn không gian của mình. Ôi địch! Vào lúc này, người đàn ông kia đã lâm vào bối rối. Nợ không thu hồi được, lại còn bị cướp. Ủa? Là sao? Lát sau, người đàn ông đó mới lấy lại tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Phụ thân của Diệp Quân tốt xấu gì còn nói mượt. Nhưng người này thẳng thừng cướp luôn. Thật đúng là con hơn cha. Đương nhiên, lúc này ông ta cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm chuyện chiếc nhẫn không gian, ông ta chỉ cố gắng nghĩ làm thế nào để thoát thân. Một luồng kiếm quang nhằm thẳng vào ông ta, làm ông ta không cách nào nhúc nhích, và cũng không dám nhúc nhích, đây chính là kiếm quang của người phụ nữ kia, không cẩn thận có khi thần hồn cùng bị diệt ngay. Người phụ nữ này một mình bảo vệ hai đời nhà họ Dương. Người đàn ông thở dài, nhớ tới tình cảnh từng bị kiếm chủ nhân gian đe dọa, lại liên tưởng tới tình thế hôm nay, buồn đau dâng lên, lòng chợt chua xót khôn kể. Người nhà họ Dương này phát rồ rồi. Đầu tiên là lừa đảo, sau tiến hóa thành cướp trắng trợn. Công lý ở đâu? Lẽ trời ở nơi nào? Hồi lâu sau, người đàn ông kia mới ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, nói các hạ, ta với ca ca của bà là chỗ huynh đệ thân thiết. Đầu bên kia, Diệp Quân kéo Nam Cung Tuyết chạy một mạch, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Bởi hắn vừa phát hiện, trong nhẫn không gian này có đến 2 tỷ 8 linh nguyên. 2 tỷ 8 đó. Đừng nói là hắn lúc này, ngay cả với hắn của trước đây thì đó cũng là một khoản rất lớn. Diệp Quân thật sự không ngờ được, người đàn ông kia lại có nhiều đến thế, thật làm người ta vui mừng quá đỗi. Ngoài linh nguyên, bên trong nhẫn không gian còn có hơn 100 bình đan dược quý báu các loại, phẩm cấp thấp nhất của đan dược trong đó là cấp thần. Không chỉ thế, trong nhẫn không gian còn có hơn chục món thần vật, tuy cấp bậc không bằng đạo ấn và kính tuế nguyệt nhưng cũng không tệ, bởi vì thấp nhất cũng là cấp thần, toàn bộ đều vô giá. Quá giàu! Diệp Quân cảm thán trong lòng, giàu nghèo trên đời chênh lệch quá khủng khiếp, kẻ giàu nứt đố đổ vách, người nghèo khố rách áo ôm. Nam Cung Tuyết mặc Diệp Quân kéo mình đi, mắt liếc nhìn Diệp Quân đầy tò mò. Trước kia cô ấy cho rằng Diệp Quân là tán tu, nhưng hiện tại xem ra, người này hẳn phải có lai lịch cực kỳ không đơn giản. Thật là bí ẩn. Nam Cung Tuyết càng thêm tò mò hơn. Chốc lát sau, Diệp Quân đã kéo Nam Cung Tuyết đi tới trước một đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đó. Trên chính điện của tòa đại điện này có một tấm bảng với ba chữ lớn, Thượng Thanh Tông. Toàn bộ tòa đại điện vô cùng cổ xưa, nơi nơi tràn ngập vết tích thời gian. Diệp Quân và Nam Cung Tuyết đi vào, nhưng Nam Cung Tuyết đột nhiên thấp giọng gọi, Diệp Công Tử. Diệp Quân nhìn về phía Nam Cung Tuyết vẻ khó hiểu, Nam Cung Tuyết cúi đầu, vành tai hơi đỏ lên, giọng lý nhí ngại ngùng có thể thả lỏng tay được chưa? Nghe vậy, Diệp Quân giật mình, vội vàng buông tay Nam Cung Tuyết ra, vừa rồi, tình thế cấp bách nên hắn đã kéo tay Nam Cung Tuyết chạy trốn. Chạy tới nơi này, vì hưng phấn quá độ nên hắn cũng quên mình còn đang kéo tay người khác. Thật là xấu hổ. Diệp Quân vội vàng nói, xin lỗi, ta không có ý mạo phạm cô. Nam Cung Tuyết cười bảo, không sao, chúng ta vào trong điện xem thử chứ.
Thấy Nam Cung Tuyết không hề tức giận, Diệp Quân mới thở ra một hơi, được. Hai người cùng đi vào trong điện, bước vào bên trong, không khí đầy bụi bặm ập vào mặt, Diệp Quân phất nhẹ tay áo, đám bụi trong điện tức thì biến mất. Hắn nhìn quanh bốn phía, toàn bộ tòa đại điện vô cùng trống trải, chỉ có một pho tượng tạc một ông lão mặc đạo bào, tóc bạc phơ, tay cầm một cây phất trần, mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Quân đi tới trước chiếc bồ đoàn gần đó, quỳ xuống vái một lễ thật cung kính. Đến những bí cảnh thế này, nhất định phải lễ phép mới có kỳ tích xuất hiện. Ngay khi Nam Cung Tuyết còn đang nghi hoặc, pho tượng trước mặt hai người đột nhiên run lên, ngay sau đó, có một ông lão tử trong đi ra. Nam Cung Tuyết vội vã đi tới bên cạnh Diệp Quân, nhìn ông lão đầy phòng bị. Diệp Quân cũng âm thầm đề phòng trong lòng, lễ phép thì vẫn phải lễ phép nhưng lúc nào nên đề phòng cũng không thể lơ là. Khi ông lão xuất hiện, ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào Diệp Quân, nhưng ngay sau đó, ông lão đã cau mày, cậu. Chưa kịp nói hết, dường như ông lão lại phát hiện điều gì, mắt híp lại, có người thay cậu che lấp cả thiên cơ, khiến kẻ khác không thể thăm dò số mệnh của cậu. Diệp Quân trầm mặc, việc này có lẽ là do cha hoặc cô của hắn làm. Ông lão chăm chú nhìn Diệp Quân, cậu nhóc không đơn giản đâu. Diệp Quân hỏi, tiền bối chính là tông chủ Thượng Thanh Tông. Ông lão cười nói, đúng vậy. Diệp Quân lại bảo, thực không dám giấu, hai vãn bối tới đây là để cầu lấy một cơ duyên, nếu tiền bối thấy hai vãn bối không tệ, có thể cho chút đồ cho chút cơ duyên không? Nghe Diệp Quân nói thế, ông lão hơi ngạc nhiên, sau đó cười phá lên, thiếu niên này thật thẳng thắn, làm lão phu không biết nên từ chối thế nào. Nam Cung Tuyết cũng nhìn Diệp Quân, che miệng cười khẽ, vị Diệp công tử này quả là thú vị. Diệp Quân chỉ mỉm cười, hắn nghĩ, trong trường hợp này cứ thẳng thắn thì hơn, dù sao hắn tới đây đúng là để tìm kiếm thứ có giá trị, quanh co lòng vòng chỉ lãng phí thời gian. Ông lão quan sát Diệp Quân rồi cười nói, cậu thiếu niên, tuổi còn trẻ như thế đã tự có kiếm đạo của mình, mà niềm tin kiếm đạo còn kiên định như thế, có lẽ khắp vũ trụ này cũng không nhiều đâu. Truyền thừa của Thượng Thanh Tông ta kỳ thực không có nhiều tác dụng với cậu. Nghe vậy, Diệp Quân hơi đau đầu, nhưng hắn cũng không có ý bỏ cuộc ngay, tiền bối, trước khi tới đây ta từng gặp một con rối, sức chiến đấu cực mạnh, con rối đó do Thượng Thanh Tông chế luyện ra. Ông lão cười nói, thứ cậu đang nói hẳn là Thượng Cổ Thần Khôi, quả đúng do Thượng Thanh Tông ta chế luyện. Sao hả, cậu có hứng thú với phương pháp chế luyện ra nó? Diệp Quân vội gật đầu, đúng vậy. Ông lão lại chỉ lắc đầu, quả thật ta có phương pháp chế luyện, nhưng dù ta cho cậu thì cậu cũng không thể chế luyện ra con rối cấp bậc Thượng Cổ Thần Khôi như thế. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Ông lão nói, cậu có biết chế luyện con Thượng Cổ Thần Khôi này tốn bao nhiêu tiền không? Dùng tiền à? Diệp Quân trợn to mắt, tốn rất nhiều tiền. Ông lão gật đầu, đúng vậy, con rối thần canh gác bên ngoài có cảnh giới thần đế đỉnh cao, tương đương với bán bộ đại đế, muốn chế luyện ra một con rối thần cỡ đó, chỉ riêng linh khí tiêu hao cho trận pháp đã lên tới tối thiểu 100 triệu linh nguyên, mua các loại nguyên liệu chế tác quý báu tốn tối thiểu 300 triệu linh nguyên, tổng chi phí bỏ vào đó phải lên tới 500 triệu linh nguyên đấy. 500 triệu. Diệp Quân hơi chấn động. Tuy hắn cũng có tiền nhưng tiêu tiền kiểu đó vẫn quá đáng sợ. Nam Cung Tuyết đứng bên nghe được cũng hoảng hốt, mặc dù tộc Nam Cung bọn họ là một tộc lớn ở loạn tinh giới, thuộc dạng cực kỳ giàu có, nhưng cũng không dám tiêu tiền kiểu đó. Ông lão lại nói, đây mới chỉ là con rối thần ở cảnh giới thần đế thôi, nếu muốn chế luyện con rối thần có cảnh giới đại đế thì phải hao tốn tối thiểu 1 tỷ. Năm ấy Thượng Thanh Tông ta ở vào thời kỳ mạnh nhất cũng chỉ dám chế luyện 2 con rối thần có cảnh giới đại đế. Nói đến đây, ông ta lại cười cười, bảo, đương nhiên, bỏ ra một cái giá cực lớn, hiệu quả nhận được cũng là cực tốt, có thể nói một khi chế luyện thành công con rối thần có cảnh giới đại đế tương đương có thêm một cường giả có cảnh giới tuế nguyệt đại đế, mà sức chiến đấu còn vượt xa tuế nguyệt đại đế cùng cấp. Diệp Quân nói, tiền bối, vậy có thể dạy cho ta phương pháp chế luyện không? Nếu là người khác, dù có được phương pháp chế luyện cũng chỉ vô dụng mà thôi, bởi vì nó quá hao tiền. Nhưng đối với Diệp Quân, thứ này có thể dùng, vì hắn thực sự quá nhiều tiền. Tuy cũng không giàu đến mức có thể chế tạo số lượng lớn nhưng chế tạo vài con chơi chơi thì vẫn đủ tiền. Suy nghĩ của hắn cũng đơn giản, tương lai,
vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ nhất định phải đánh một trận, bây giờ chuẩn bị đầy đủ một chút, ngày sau vũ trụ quan huyên có thể bớt được ít nhiều hy sinh. Còn về phần tiền, không thiếu. Nghe Diệp Quân nói thế, ông lão vô cùng kinh ngạc, cậu nhóc, hao tiền lắm đấy, cậu có chắc là cậu muốn nó không? Diệp Quân gật đầu, xin tiền bối hãy dạy cho vãn bối phương pháp chế luyện thượng cổ thần khôi. Ông lão trầm mặc một hồi mới nói, dạy cho cậu phương pháp này cũng được thôi, nhưng trước đó, cậu phải hứa với lão phu một chuyện. Diệp Quân gật đầu, tiền bối cứ nói ạ. Dĩ nhiên hắn cũng biết, trên đời làm gì có thứ gì cho không. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, chuyện ta muốn nhờ cậu thực ra cũng đơn giản thôi. Ta muốn cậu thay ta tìm một người để nhận truyền thừa của Thượng Thanh Tông, người này phải thỏa mãn hai yêu cầu sau, một là, thiên phú phải tốt, tâm tính cực tốt, đồng thời còn muốn xây dựng lại Thượng Thanh Tông ta một lần nữa, hai là, người này phải là người thân cận, vô cùng thân cận của cậu. Nghe nói thế, Diệp Quân hết sức kinh ngạc, vì sao? Ông lão chỉ cười không nói, trong lòng đã tính toán, ngay khi nhìn thấy Diệp Quân, ông ta đã biết, người thiếu niên này không phải người thường. Người có thủ đoạn che giấu thiên cơ và số mệnh, từ trước tới nay, ông ta mới biết có hai người làm được, một trong đó từng sáng tạo ra một thời đại văn minh độc đáo, chính là chủ nhân bút đại đạo. Nhưng thiếu niên trước mắt đây là người mang thiên mệnh mà lại không có số kiếp thiên mệnh. Người còn lại có thể làm được điều đó chính là Vĩnh Sinh Đại Đế, người từng sáng tạo ra nền văn minh Vĩnh Sinh, người được tôn là vị đại đế mạnh nhất từ trước tới nay trong cấp bậc đại đế, là kẻ vô địch của vô số thời đại. Đương nhiên, cả hai người đó đều không có liên quan gì tới người thiếu niên kia. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Bởi vì, như vậy tức là còn có một cường giả siêu cấp nào đó không hề thua kém chủ nhân bút đại đạo cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế. Đồng thời còn có quan hệ không tầm thường với thiếu niên này. Sự tính của ông ta cũng đơn giản thôi, Thượng Thanh Tông muốn tái thiết lại đạo thống thì nhất định phải có một chỗ dựa vững chắc, mà vị kiếm tu trước mắt đây chính là lựa chọn thích hợp nhất. Còn về chuyện vì sao không để Diệp Quân kế thừa luôn Thượng Thanh Tông, ông ta có hai điều còn băn khoăn. Thứ nhất, rõ ràng Diệp Quân đã có đạo thống của mình rồi. Theo như ông ta đã nói, truyền thừa của Thượng Thanh Tông không có nhiều tác dụng với Diệp Quân. Thứ hai, ông ta sợ truyền thừa của Thượng Thanh Tông không theo kịp bước tiến của Diệp Quân, ngày sau sẽ bị bỏ quên, như vậy thì quá thiệt thòi. Bởi vậy, việc chọn một người thân cận nhất của Diệp Quân làm người kế thừa Thượng Thanh Tông chính là lựa chọn thích hợp nhất. Thấy ông lão không nói gì, Diệp Quân cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn đáp được. Thực lực của Thượng Thanh Tông này nhất định phải cực kỳ đáng sợ. Tuy đối với hắn không có tác dụng lớn gì nhưng đối với mấy người bọn Diệp Khải thì hẳn sẽ rất có ích. Sau khi trở về, hắn có thể cho Diệp Khải thành lập một Thượng Thanh Tông, làm tông chủ, nghe thế cũng thú vị đấy. Thấy Diệp Quân đã nhận lời, ông lão mới cười bảo, tốt lắm. Nói đoạn, ông ta mở lòng bàn tay, có hai chiếc nhẫn không gian bay đến trước mặt Diệp Quân, trong một nhẫn không gian có phương pháp chế luyện thượng cổ thần khôi. Một nhẫn không gian khác có chứa toàn bộ truyền thừa cùng với tài nguyên để kiến thiết lại Thượng Thanh Tông ta. Nói đến đây, ông lão liếc nhìn Diệp Quân, thầm nghĩ, người này sẽ không tham ô chứ. Song, ông lão vẫn băn khoăn, bởi vì những tài nguyên Thượng Thanh Tông để lại quả thật quá hấp dẫn. Dường như đoán biết được suy nghĩ của ông ta, Diệp Quân cười bảo, tiền bối cứ yên tâm, Diệp Quân ta đây không phải hạng người có lòng tham không đáy, ta đã nhận được thuật thượng cổ thần khôi. Của Thượng Thanh Tông thì đương nhiên cũng đã thấy thỏa mãn rồi, nếu còn tham lam hơn nữa, chẳng phải không bằng xúc sinh sao. Ông lão nhìn Diệp Quân, thấy ánh mắt hắn sáng trong bình thản, giọng điệu hùng hồn khí phách, lo lắng trong lòng đã biến mất, đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối, một kiếm tu trẻ tuổi thế này lại không thích hợp nhận truyền thừa Thượng Thanh Tông, thật đáng tiếc. Diệp Quân lại nói, tiền bối thấy cô nương đứng cạnh ta đây thế nào. Ông lão nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Thốt lên, đó là người trong lòng của cậu. Vừa nghe nói thế, Nam Cung Tuyết lập tức đỏ bừng mặt, Diệp Quân cũng xấu hổ lắm, vội giải thích tiền bối hiểu lầm rồi. Ta và cô nương đây chỉ là chỗ bạn bè, ý của ta là, đã quen biết coi như cũng có duyên với nhau, tiền bối có thể chỉ bảo cho cô ấy chút không? Nghe Diệp Quân nói thế, Nam Cung Tuyết ngẩn ra, cô ấy thật không ngờ người này lại thay mình tìm kiếm cơ duyên. Nhìn Diệp Quân, lòng Nam Cung Tuyết chợt nổi lên một cảm giác khác lạ. Ông lão nghe nói thế,
bèn vuốt râu cười, nhìn Nam Cung Tuyết, cô nương mới chừng ấy tuổi đã có thể đạt tới cảnh giới tuế nguyệt tiên, thật là tài giỏi. Nói đoạn, ông lão dừng lại, mở lòng bàn tay, một chiếc ấn màu đen chậm chậm bay về phía Nam Cung Tuyết, chiếc ấn này gọi là Phược Thiên Thần Ấn, trong ấn có một trận pháp tuyệt thế gọi là Phược Thiên Trận, nếu kích hoạt nó, dù đối phương là đại đế cũng có thể vây bắt được. Có thể vây được cả đại đế. Nam Cung Tuyết chấn động trong lòng, sắc mặt thay đổi, vội vàng vái một cái thật dài, cảm ơn tiền bối đã tặng. Ông lão mỉm cười, nhìn về phía Diệp Quân, cậu nhóc, việc của Thượng Thanh Tông xin nhờ vào cậu. Diệp Quân gật đầu, xin dốc hết sức lực hoàn thành. Ông lão gật đầu, Diệp Quân đột nhiên nói, tiền bối, năm ấy đã có chuyện gì xảy ra? Ông lão chỉ lắc đầu, một vài chuyện cũ mà thôi, không đáng nói. Diệp Quân hỏi, có phải vì thần đạo? Nghe đề cập đến thần đạo, ánh mắt ông lão đột nhiên biến chuyển, trở nên lạnh lẽo như băng, một luồng uy thế vô hình tràn ngập trong đại điện. Diệp Quân và Nam Cung Tuyết đều dùng mình, sắc mặt nghiêm nghị, ông lão kia chỉ là một tia thần hồn, nhưng thực lực vẫn thật khủng bố, nếu còn đang ở thời kỳ đỉnh cao thật không dám tưởng tượng. Nhưng sau đó, ông lão chỉ khẽ lắc đầu, luồng uy thế mạnh mẽ kia lập tức tan biến. Cảm giác bức bách khắp nơi cũng chậm chậm tan đi. Ông lão nhìn Diệp Quân, Diệp công tử cũng biết về thần đạo này. Diệp Quân gật đầu, biết đôi chút. Ông lão cười nói, thắng làm vua, thua làm giặc, Thượng Thanh Tông chúng ta đã bại thì cũng chẳng còn gì để nói. Diệp công tử, chuyện kiến thiết lại Thượng Thanh Tông xin nhờ cậu vậy. Nói đoạn, thân thể ông lão bỗng trở nên mờ ảo, ông lão nhìn ra ngoài điện, ngoài kia trời xanh mây trắng. Đáy mắt tràn đầy nỗi niềm mong chờ cùng với tiếc nuối. Tu đạo vô số năm tháng, cuối cùng vẫn hóa thành mây bay mà thôi, lòng còn không cam, tiếc nuối vô hạn. Nhưng đại đạo cũng như đời người, có nhiều khi, dù không cam tâm cũng chẳng thay đổi được gì. Ông lão khe khẽ thở dài, sau đó từ từ biến mất. Biến mất rồi. Chứng kiến cảnh đó, Diệp Quân cảm khái trong lòng, chỉ nhìn thực lực của ông lão này cũng có thể hình dung ra. Thượng Thanh Tông ấy cũng từng huy hoàng vô cùng, nhưng nay, không biết trong tương lai, Thư viện Quan Huyên liệu có thể rơi vào tình thế như vậy chăng? Diệp Quân thở dài, tuy cũng bùi ngùi xúc động nhưng cũng biết không nên nghĩ nhiều, mỗi thế hệ nên làm việc của mình thôi, còn về tương lai của vũ trụ Quan Huyên, hiện giờ có lo lắng cũng đâu ích gì. Dẹp bỏ tâm tư, Diệp Quân nhìn sang phía Nam Cung Tuyết cô nương, chúng ta đi thôi. Nam Cung Tuyết gật đầu, được. Hai người rời khỏi đó. Ra khỏi đại điện, cả hai đều vui mừng mỉm cười, hôm nay, hai người đều thu được lợi ích không nhỏ. Nam Cung Tuyết trộm liếc Diệp Quân, miệng tủm tỉm cười, chẳng biết đang nghĩ gì. Diệp Quân cũng rất vui vẻ, lúc này hắn đang rất muốn đi chế luyện thử một thượng cổ thần khôi. Mục tiêu của hắn là chế luyện ra một con rối thần cấp bậc đại đế. Đi một lát. Diệp Quân lại phát hiện, người đàn ông trước còn đang bị kiếm quang của cô hắn ghim chặt đã không thấy đâu. Hắn nghi hoặc, lẽ nào người kia bị giết rồi? Mặc dù thế, Diệp Quân cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cùng Nam Cung Tuyết đi ra bên ngoài. Khi hai người ngang qua lôi khu, Diệp Quân đột ngột nhìn về phía đó, bên trong lôi khu, mấy người kia vẫn còn đang chống chọi với trận pháp, thấy Diệp Quân cùng Nam Cung Tuyết đi ra, sắc mặt cả đám lập tức thay đổi. Một người vội kêu lên, hai vị, xin hãy giúp đỡ một tay, nếu có thể cứu giúp, bọn ta nhất định sẽ hầu tạ. Diệp Quân liếc nhìn bọn họ, sắc mặt đám người này đã trắng bệch như giấy, vô cùng suy yếu, coi như đã rơi vào trạng thái gần kiệt lực, nếu còn tiếp tục chống cự mà không có người ngoài hỗ trợ, nhiều nhất cũng chỉ chống chọi được nửa khắc là tất cả sẽ phải vùi thân ở lôi khu này. Diệp Quân đánh giá tình hình rồi mới nói, để ta thu hút lôi uy của nơi này, các vị thoát ra. Hôm nay đang vui, làm một việc thiện tạo nhân duyên cũng được. Nghe Diệp Quân nói thế, đám người kia tức thì mừng rỡ hẳn lên. Diệp Quân đột ngột hóa thành một đạo kiếm quang, xông thẳng vào lôi khu đó, khi tới gần đó, lôi uy bất chợt hóa thành một tia sét, bổ thẳng về phía Diệp Quân. Đám thiếu niên kia như được dỡ bỏ gánh nặng, vội cắm đầu chạy ra ngoài. Nhìn tia sét đánh xuống trước mặt, Diệp Quân cũng hết sức tập trung. Những lôi kiếp này quả thực rất đáng sợ, chỉ cần một tia phóng ra thôi là cũng đủ để giết chết một cường giả cấp bậc thần đế rồi. Diệp Quân không định đối đầu trực diện, hắn quay đầu bỏ chạy, nhưng vào lúc này,
tia sét đó dường như lại cảm nhận được thứ gì, nó lập tức lùi ra sau, tránh xa Diệp Quân. Thấy thế, đám người kia đều sửng sốt. Diệp Quân cũng nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền hiểu được, có lẽ là do đá tỷ kiếp đây mà. Nghĩ đến điều đó, Diệp Quân quay đầu nhìn về phía đám người kia, vào lúc này, đám người đó cũng đang nhìn hắn. Thấy sắc mặt bọn họ thay đổi, Diệp Quân thận trọng hẳn lên, mấy người này có lẽ đã đoán được điều gì. Nhưng cũng chẳng sao. Bóng hắn lóe lên, giây lát đã xuất hiện trước đám người. Diệp Quân nhìn bọn họ, không nói gì. Người thanh niên cầm đầu cười nói, xin chào, tại hạ là Trần Hà, chẳng biết phải xưng hô với vị huynh đài này thế nào. Diệp Quân cười đáp, Diệp Quân. Trần Hà lập tức hỏi, chính là Diệp tộc đại tộc ở Nam Cực Thần Châu đó à? Diệp Quân lắc đầu, không phải. Nghe vậy, Trần Hà thoáng liếc nhìn hắn một cái, dường như đang suy nghĩ gì. Diệp Quân cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, hắn nhìn sang phía Nam Cung Tuyết, chúng ta đi thôi. Nam Cung Tuyết gật đầu, được. Hai người cùng rời khỏi đó. Trần Hà vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm theo bóng dáng hai người, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Một gã thiếu niên đứng cạnh y trầm giọng bảo, Trần Hà ca, gã kia nhất định có đá tỷ kiếp. Trần Hà nhìn theo bóng Diệp Quân và Nam Cung Tuyết xa dần, bọn họ mới từ bên trong đi ra. Nghe vậy, sắc mặt đám người ở đây đều trở nên nặng nề. Trần Hà vẫn chằm chằm nhìn về phía Diệp Quân đang biến mất, khi đi ra, hai kẻ đó trông rất vui mừng, chắc chắn đã kiếm được gì ở bên trong đại điện. Đám người còn lại đều gật đầu, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Trần Hà dứt khoát nói, mau chữa thương rồi đuổi theo. Nói đoạn, y cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Nhưng lúc này, một gã thiếu niên lại bồn chồn nói, Trần Hà ca, gã trẻ tuổi kia, chỉ e không đơn giản đâu. Trần Hà bảo, vừa nãy ta đã cảm nhận được người này chẳng qua mới chỉ là một cường giả cảnh giới chân tiên, không đáng lo. Hơn nữa, cha ta là Trần Quyền, chính là một cường giả cấp bậc thần đế đỉnh cao, sợ gì hắn. Nghe vậy, đám người kia cũng yên lòng. Xa xa, trong mảng mây mù, Nam Cung Tuyết bất mãn nói, huynh cứu bọn họ mà đến một câu cảm ơn bọn họ cũng không có, thật là quá đáng. Diệp Quân cười bảo, không cảm ơn cũng không có gì, chỉ sợ bây giờ đang ấp ủ ý xấu rồi. Nam Cung Tuyết lập tức nhíu mày, huynh đã cứu họ mà họ còn có ý xấu với huynh, vậy chẳng phải không bằng cả xúc sinh sao? Diệp Quân lắc đầu cười, Nam Cung Tuyết cô nương, hiện giờ cô có ý định gì chưa? Nam Cung Tuyết hỏi ngược lại, còn huynh? Diệp Quân liếc mắt nhìn quanh rồi nói, ta muốn tìm chỗ nào yên tĩnh một chút để tu luyện. Hiện giờ cô của hắn đã nói rõ muốn để hắn tự phát triển, vậy thì trước tiên cứ kiếm chỗ nào vắng vẻ để tăng thực lực cái đã. Nam Cung Tuyết đột nhiên bảo, chỉ bằng qua tộc Nam Cung bọn ta đi. Diệp Quân nhìn Nam Cung Tuyết, cô ấy cười bảo, tộc Nam Cung bọn ta ở Tây Cực Thần Châu, nơi đó hẻo lánh, lôi kiếp cũng ít nhất, rất thích hợp cho huynh tu luyện. Diệp Quân vẫn hơi do dự. Nam Cung Tuyết lại nói, huynh vừa mới nhận được thuật thượng cổ thần khôi. Nếu muốn chế luyện thì chắc chắn phải cần rất nhiều nguyên liệu, một mình huynh ở đây chạy khắp trốn tìm kiếm sẽ rất phiền toái. Nếu tới tộc Nam Cung chúng ta, có bọn ta hỗ trợ, nhiều việc sẽ tiện hơn. Diệp Quân cười bảo, vậy xin làm phiền. Thấy Diệp Quân đã đồng ý, Nam Cung Tuyết lập tức vui mừng mỉm cười, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, hai người đang định rời đi thì phía chân trời xa xa chợt có mấy tia sáng lao vút đến, tầng mây bị xé rách. Giây lát sau, có mấy bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Nam Cung Tuyết. Đó chính là đám Trần Hà. Thấy bọn Trần Hà đuổi theo, Diệp Quân vẫn bình thản như không, chỉ có Nam Cung Tuyết đã sầm mặt. Trần Hà nhìn Diệp Quân, cười bảo, Diệp công tử, nếu ta đoán không sai thì ngươi có một viên đá tỷ kiếp, đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng. Trần Hà lại cười nói, ngươi cũng thật thẳng thắn. Diệp Quân chỉ nhìn y, không nói gì. Trần Hà tiếp tục, Diệp công tử, ta chỉ suy nghĩ thay ngươi thôi, ngươi chỉ là một chân tiên, thực lực cá nhân của ngươi tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn ta được. Nể tình ngươi từng cứu chúng ta một lần, ta có thể chỉ cho ngươi một đường sống, đó chính là chủ động giao đá tỷ kiếp ra đây. Nghe thấy thế, Nam Cung Tuyết đã giận tím mặt, quát lớn, sao các ngươi có thể vô liêm sỉ đến thế? Vừa rồi nếu không nhờ Diệp công tử ra tay cứu giúp,
đám các ngươi đã nát thân trong lôi khu rồi, cứu mạng các ngươi mà các ngươi còn dám lấy oán trả ơn, thật chẳng bằng cầm thú. Trần Hà khẽ cười, hắn đã cứu bọn ta, nhưng thế thì đã sao? Nếu hắn không có đá tỷ kiếp, bọn ta sẽ cảm ơn và hậu tạ, nhưng nếu có, vậy chỉ có thể thứ cho chúng ta lấy oán trả ơn. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nam Cung Tuyết nhìn chằm chằm vào Trần Hà, người không sợ chết không toàn thây à? Ha ha ha! Trần Hà khinh thường cười to, ta cũng đâu còn cách nào, ai bảo ta đây có người cha tốt chứ? Ha ha! Nghe Trần Hà nói thế, Nam Cung Tuyết lập tức nổi trận lôi đình, hai tay nắm chặt, ánh mắt hừng hực lửa giận, cô ấy chưa từng gặp phải loại người vô liêm sỉ như thế bao giờ. Trần Hà không nhìn Nam Cung Tuyết, y chỉ chằm chằm nhìn Diệp Quân, đang định nói gì thì Diệp Quân đột nhiên biến mất. Kiếm quang chợt lóe lên, uy lực như sấm sét. Trần Hà không ngờ Diệp Quân lại đột ngột tấn công, sắc mặt tức thì biến đổi, vừa định chống trả lại đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh bí ẩn nhốt chặt lấy mình. Kiếm vực. Trong tích tắc, Trần Hà đã cảm thấy như có hàng vạn ngọn núi lớn đè lên đỉnh đầu, toàn thân nặng nề, không cách nào nhúc nhích nổi. Cũng trong tích tắc này, vèo, một mũi kiếm đã đâm vào giữa chân mày Trần Hà, y cứng còng tại chỗ, mắt trợn tròn, sắc mặt kinh hoàng như không thể tin nổi. Chứng kiến cảnh Trần Hà bị hạ gục trong nháy mắt, đám đồng bọn sau lưng lập tức biến sắc, tính chạy trốn, nhưng vào lúc này, Diệp Quân đột ngột xông ra. Vèo. Kiếm quang lại lóe lên, một chiếc đầu người đầm đìa máu tươi bay vụt ra ngoài. Một kiếm lấy mạng. Trong khoảnh khắc, Diệp Quân đã giết mấy người. Thực lực của đám người này vốn không tệ, nếu trong tình huống bình thường, tuy Diệp Quân có thể giết bọn chúng nhưng hẳn không thể đơn giản chỉ một tích tắc đã giết chết đối phương như thế. Đám người này còn đang bị thương chưa lành, hơn nữa, chứng kiến cảnh Trần Hà bị giết trong nháy mắt, cả đám đã sợ đến vỡ mật. Không còn lấy một tia ý chí chiến đấu, bởi vậy, khi đối mặt với kiếm của Diệp Quân, không một kẻ nào có sức chống cự. Thấy Diệp Quân liên tiếp gặt hái mạng người, Nam Cung Tuyết cũng kinh hãi không thôi, từ khi quen biết người này, cô ấy đã phát hiện, tuy cảnh giới của hắn hơi thấp nhưng sức chiến đấu thật sự không hề thấp chút nào. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân, lòng đầy nghi hoặc, lẽ nào tên này là cọp đội lốt mèo? Diệp Quân chậm rãi đi tới trước mặt Trần Hà. Y vẫn chưa tắt thở. Trần Hà sợ hãi run lên, lắp bắp, cha ta chính là cường giả cảnh giới thần đế đỉnh cao, nếu ngươi dám giết ta, ông ấy sẽ không tha cho ngươi. Nói đoạn, y mở lòng bàn tay, một tấm truyền âm phù đột ngột bốc cháy. Y gọi cha tới. Diệp Quân nhăn mày, đang định ra tay, Trần Hà lại lộ vẻ hoảng hốt, sao lại không liên lạc được? Sao? Nam Cung Tuyết bình thản nói, không liên lạc được. Có khi nào chết rồi không? Nói bừa. Trần Hà giống to, cha ta là cường giả thần đế đỉnh cao, ngay cả một số đại đế muốn giết ông ấy cũng khó, sao lại chết được? Nam Cung Tuyết hỏi, nhỡ đâu chết thật rồi? Trần Hà cả giận quát, không thể nào. Nam Cung Tuyết nhìn y chằm chằm, vậy ngươi gọi nữa xem. Trần Hà lại bóp nát một tấm truyền âm phù nữa, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Lúc này, sắc mặt y đã trắng bệch, nỗi khủng hoảng lan tràn khắp đáy lòng, lan ra toàn thân. Vào lúc này, y thật sự thấy sợ rồi. Trước kia, y không hề sợ hãi, bởi vì có cha y, xảy ra bất cứ chuyện gì đều có cha bảo bọc. Nhưng giờ đây, cha đã không còn. Nam Cung Tuyết vào lúc này còn tỏ vẻ thương hại, người thật là đáng thương, còn trẻ như vậy đã mồ côi cha rồi. Diệp Quân nhìn Nam Cung Tuyết, ngạc nhiên ra mặt. Thấy Diệp Quân nhìn về phía mình, Nam Cung Tuyết cũng biết mình vừa lỡ lời, mặt hơi đỏ lên. Sắc mặt Trần Hà đã cứng đờ, đang muốn nói gì thì Nam Cung Tuyết lại đột nhiên vung một quyền. Trần Hà đã mất mạng. Nam Cung Tuyết vỗ vỗ tay, ánh mắt đầy chán ghét, giết loại người này thật là bẩn tay. Nói đoạn, cô ấy nhìn về phía Diệp Quân, sắc mặt tức thì đổi thành vui tươi hớn hở, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, Hắn thu lấy nhẫn không gian của những kẻ kia, kiểm tra thấy bên trong có chừng hơn 1000 vạn linh nguyên. Đối với hắn lúc này, đây không phải một con số lớn, nhưng đâu ai chia tiền đâu chứ. Diệp Quân không độc chiếm mà chia cho Nam Cung Tuyết một nửa. Ban đầu Nam Cung Tuyết không chịu nhận, nhưng thấy Diệp Quân kiên quyết như thế thì đành mỉm cười nhận lấy 500 vạn linh nguyên.
Diệp Quân cùng Nam Cung Tuyết lên đường tới Tây Vực Thần Châu. Lát sau, tiến vào ranh giới Tây Vực Thần Châu, Diệp Quân gặp vô số lôi kiếp. Những lôi kiếp đó mang uy lực cực kỳ khủng bố, mà quan trọng hơn cả là, chúng đánh xuống không theo quy luật nào, thường bổ ra một tia bất ngờ, khiến ai lâm vào bên trong đều vô cùng đau đầu khi phải ứng phó với chúng. Nam Cung Tuyết bỗng kéo tay Diệp Quân, huynh đi theo ta. Nói đoạn, cô ấy kéo Diệp Quân lao về phía xa. Diệp Quân phát hiện, những nơi hai người lướt qua hoàn toàn không có sét đánh xuống, dù thỉnh thoảng có lôi kiếp bổ qua thì Nam Cung Tuyết cũng có thể kéo hắn tránh né chót lọt. Diệp Quân kinh ngạc lắm, đang muốn hỏi thì Nam Cung Tuyết đã cười nói, bọn ta đã sống chung với lôi kiếp lâu như thế, đã sớm tìm ra quy luật của lôi kiếp rồi, cho nên các bên có thể chung sống hòa bình. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, có đôi khi chúng sẽ không ổn định được như thế này mà sẽ bổ loạn xuống. Diệp Quân mỉm cười, sinh tồn ở một nơi thế này, quả thực rất khó. Nam Cung Tuyết đang định nói gì thêm thì thời không trước mặt hai người đột nhiên nứt ra, có một ông lão bước nhanh ra ngoài. Trông thấy ông lão, Nam Cung Tuyết vội chào hỏi, tam thúc. Ông lão đi tới, liếc nhìn Diệp Quân đứng bên cạnh Nam Cung Tuyết rồi mới nhìn Nam Cung Tuyết, cười bảo, về rồi à. Nam Cung Tuyết gật đầu, giải thích, tam thúc, xin giới thiệu một chút. Vị này là Diệp công tử, là bạn con mới quen. Nghe vậy, ông lão nhìn về phía Diệp Quân, hỏi, là người của Diệp tộc ở Nam Cực Thần Châu. Diệp Quân lắc đầu, không phải. Ồ, ông lão chỉ liếc mắt một cái rồi rời ánh nhìn về phía Nam Cung Tuyết, phụ thân con bảo ta tới đón con, chúng ta đi thôi. Nam Cung Tuyết gật đầu, nhìn sang Diệp Quân, chúng ta đi đi. Diệp Quân gật đầu, được. Ông lão kia liếc nhìn Diệp Quân nhưng không nói gì. Thiên Diệp. Ba người nhanh chóng đi vào địa phận của tộc Nam Cung. Tộc Nam Cung ở sâu trong một vùng núi. Khi tiến vào khu vực này, Diệp Quân phát hiện, trên bầu trời của vùng núi non trùng điệp này có vô số trận pháp bí ẩn. Chốc lát sau, ba người đã tới phủ Nam Cung. Nam Cung Tuyết sai người đưa Diệp Quân vào một viện để nghỉ tạm, còn bản thân trở về viện chính. Diệp Quân vào phòng. Đóng cửa lại rồi nhanh chóng tiến vào trong tiểu tháp. May mà cô của hắn không phong ấn luôn công năng của tiểu tháp. Sau khi vào trong, Diệp Quân lấy thuật thượng cổ thần khôi ra, bắt đầu nghiên cứu. Sau một ngày tìm hiểu, rốt cuộc hắn cũng đã nắm vững được thuật này. Có điều, khi bắt tay vào chế luyện thần khôi, hắn lại phát hiện, nó thật sự rất khó. Các nguyên liệu cần cho việc chế luyện quá nhiều. Không chỉ nhiều mà chúng còn vô cùng quý hiếm, thậm chí là vô giá. Diệp Quân vừa bắt tay vào đã vấp phải khó khăn. Nếu còn đang ở vũ trụ quan huyên thì đã không cần phải lo đến chuyện nguyên liệu, nhưng đang ở nơi này, muốn kiếm đủ các nguyên liệu cần thiết quả là khó khăn vô cùng. Mặc dù như vậy, Diệp Quân vẫn không có ý định bỏ cuộc. Bởi vì, sức mạnh của con rối đại đế đã khiến hắn thật sự sao động. Vì vậy, Diệp Quân quyết định. Đầu tiên cứ thăng cấp cho con rối bán bộ đại đế lên đại đế trước đã. Thu, thuật thượng cổ thần khôi, lại, Diệp Quân lầm bầm, xem ra, việc này còn phải nhờ Nam Cung Tuyết cô nương giúp một tay rồi. Nói đoạn, hắn đứng lên, ra khỏi tiểu tháp. Vừa đi ra, Diệp Quân chạm mặt ngay Nam Cung Tuyết. Hôm nay Nam Cung Tuyết mặc chiếc váy dài trắng, vóc dáng cô ấy vốn cao gầy, đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời, chỉ có điều, lúc này đây. Sắc mặt cô ấy như được bọc một lớp sương lạnh. Diệp Quân đi tới trước mặt Nam Cung Tuyết, hỏi, Nam Cung Tuyết cô nương, cô làm sao thế? Nam Cung Tuyết hơi cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, không nói một lời. Diệp Quân kinh ngạc, Nam Cung Tuyết cô nương, cô. Nam Cung Tuyết khẽ nói, lẽ ra chúng ta không nên quay về đây. Diệp Quân hỏi, có chuyện gì vậy? Nam Cung Tuyết ngẩng đầu, nhìn Diệp Quân, vừa rồi. Người của tuyết tộc bên Bắc Cực Thần Châu tới đây, nói là hy vọng làm liên hôn với tộc Nam Cung bọn ta, cha ta và tỷ tỷ ta đã đồng ý. Liên hôn. Diệp Quân trầm mặc. Hắn biết, các tộc lớn đều thích trò này, bởi đó chính là cách thức liên minh giữa hai phe mạnh. Đối với việc đó, là người ngoài, hắn không tiện bình luận gì thêm. Nam Cung Tuyết đột nhiên hỏi, huynh thấy việc đó thế nào? Nghe cô ấy hỏi thế. Diệp Quân cười nói, ta nghĩ, sống cả đời thì vẫn nên chọn người mình thích mới được, nếu không có tình cảm, hai bên bị buộc vào với nhau như thế sẽ chỉ làm cả hai phải đau khổ.
Nam Cung Tuyết nở nụ cười, ta cũng nghĩ thế. Nực cười. Đúng lúc này, ngoài kia chợt có một tiếng quát lạnh lùng vọng vào. Diệp Quân quay đầu nhìn, cách đó không xa, có một gã thanh niên mặc đồ trắng, mặt mũi tuấn tú, tay cầm quạt xếp, thần thái tuấn nhã phong lưu, nếu chỉ xét riêng nhan sắc thì dù còn kém Diệp Quân nhưng cũng không chênh nhiều lắm. Trông thấy thanh niên áo trắng kia, sắc mặt Nam Cung Tuyết lập tức xa sầm, nụ cười trên môi cũng biến mất tăm. Thanh niên áo trắng đi tới trước mặt Diệp Quân, nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không hề che giấu địch ý, người có biết liên hôn giữa các tộc lớn là thế nào không? Diệp Quân gật đầu, hai phe mạnh liên minh, để lợi ích hai bên đều được tối ưu hóa. Gã thanh niên áo trắng cười nhạo, nếu đã biết ý nghĩa của nó, vì sao còn nói ra những lời ngu xuẩn như vậy? Nói đến đây, gã ta cười khẩy một tiếng, việc này cũng có thể hiểu được, ta nghe Nam Cung Vân nói rằng ngươi là một tán tu tất nhiên sẽ không thể đánh giá được liên hôn giữa các tộc lớn quan trọng thế nào. Diệp Quân đường hoàng nói, nhà ta không cần phải liên hôn. Gã thanh niên kia lại châm chọc, đó là vì không bên nào muốn liên hôn với nhà các ngươi nhỉ. Diệp Quân liếc nhìn gã ta, sau đó quay sang phía Nam Cung Tuyết, đây là một tên ngốc, cô tốt như thế. Hắn không xứng với cô. Nghe vậy, Nam Cung Tuyết hơi sững người, một nụ cười tuyệt đẹp thoáng lướt qua trên môi. Gã thanh niên kia thấy Diệp Quân nói thế, lập tức giận tím mặt, mẹ kiếp, người dám chửi ta. Nam Cung Tuyết cả giận quát, Tuyết Trần, người có thể học Diệp công tử đây nói chuyện lịch sự một chút được không hả? Tuyết Trần. Tuyết Trần nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết, gằn giọng, Nam Cung Tuyết, vừa rồi cha mẹ cô đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi. Chỉ cần hai bên trao đổi văn thư là cô đã thành vị hôn thê của ta, cô. Nam Cung Tuyết ngắt lời gã, vừa rồi ta không hề đồng ý, hơn nữa, văn thư hai bên còn chưa trao đổi, giữa chúng ta không có hôn ước nào, cho dù có thì ta cũng sẽ không công nhận. Tuyết Trần nổi giận, chỉ tay vào Diệp Quân, là vì kẻ này. Nam Cung Tuyết vốn định nói, phải, nhưng ngẫm lại, cô ấy cảm thấy nếu nói thế, Tuyết Trần nhất định sẽ giận cá chém thớt. Nhằm vào Diệp Quân, Tuyết Trần này còn dễ đối phó, nhưng Tuyết tộc sau lưng gã lại là thế lực mà Diệp Quân không thể chọc vào. Nghĩ đến đó, Nam Cung Tuyết trầm giọng, không liên quan gì tới huynh ấy. Không liên quan tới hắn. Tuyết Trần đột nhiên cất cao giọng, Nam Cung Tuyết, cô tưởng ta là thằng ngu sao? Nói đoạn, gã nhìn Diệp Quân, trong vòng 10 hơi thở, nếu ngươi còn ở đây, ta sẽ diệt sạch 10 tộc nhà ngươi. Trong tháp. Tiểu tháp đột nhiên nói, trước kia cũng từng có một người dũng cảm như gã đó. Người phụ nữ bí ẩn hỏi, là ai? Tiểu tháp nhẹ giọng nói khẽ Thiên Diệp. Người phụ nữ bí ẩn. Nghe Tuyết Trần nói thế, Diệp Quân cảm thấy hơi đau đầu, tại sao bây giờ ai cũng hở tí là thích tiêu diệt thập tộc người ta thế nhỉ? Nghe rất oai phong sao. Diệp Quân lắc đầu. Thấy Diệp Quân lắc đầu kèm với vẻ mặt không cho là đúng, Tuyết Trần cảm thấy như bị sỉ nhục. Lập tức nổi giận. Dám xem thường lời cảnh cáo của Tuyết tộc ư? Tuyết Trần tức giận chỉ vào Diệp Quân, còn muốn nói gì đó thì Diệp Quân bỗng biến mất. Bốp! Một tiếng bạt tai rõ to vang lên, sau đó Tuyết Trần văng ra xa, cuối cùng cả người đập mạnh vào bức tường cách đó không xa, bức tường sụp xuống, vùi Tuyết Trần trong đó. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta có thể giữ thể diện cho ngươi. Lúc này Nam Cung Tuyết bỗng kéo Diệp Quân bỏ chạy. Diệp Quân khó hiểu, Nam Cung Tuyết cô nương, ý cô là gì? Sắc mặt Nam Cung Tuyết cực kỳ nghiêm trọng, Tuyết Trần kia là người của Tuyết tộc ở Bắc Cực Thần Châu, huynh đánh bại gã, Tuyết tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua, chúng sẽ điên cuồng trả thù huynh. Hai, chuyện này cũng nên trách ta vốn không nên đến tìm huynh, nếu như ta không đến tìm huynh thì gã sẽ không chút giận lên huynh, ta thật sự đáng chết. Nhìn Nam Cung Tuyết đang tự trách trước mặt, Diệp Quân lắc đầu khẽ cười. Tiểu tháp bỗng nói, hối hận vì đã ra tay à? Diệp Quân cười nói, sao lại hối hận chứ? Đúng là ta không muốn can dự vào chuyện của người khác, nhưng can dự vào thì thế nào? Người phụ nữ bí ẩn bỗng bật cười, hay lắm. Nói hay lắm, đàn ông phải có chí khí như vậy, can dự vào thì thế nào? Diệp Quân bật cười, đang định nói gì đó thì đúng lúc này mấy chục khí tức cực mạnh bỗng ập đến từ bốn phương tám hướng. Sau đó bao vây lấy Diệp Quân và Nam Cung Tuyết. Thấy thế Diệp Quân nhíu mày. Sắc mặt Nam Cung Tuyết trở nên trắng bệch, cô ấy nắm chặt tay Diệp Quân, huynh yên tâm,
ta sẽ không để chúng làm hại huynh đâu. Diệp Quân nhìn Nam Cung Tuyết không nói gì. Lúc này, một cô gái đi đến từ cách đó không xa, cô gái này khoảng 20 tuổi, dung nhan xinh đẹp tuyệt vời, dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ váy màu xanh nhạt, trên váy được thêu vài đóa hoa kỳ lạ, rất tao nhã, cũng có một chút gì đó quý phái. Diệp Quân nhìn cô gái, vẻ ngoài của cô ta khá giống với Nam Cung Tuyết. Nhưng vẻ mặt của cô ta lại cực kỳ lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với Nam Cung Tuyết. Nhìn thấy người đến, Nam Cung Tuyết vội chắn trước mặt Diệp Quân, hơi căng thẳng tỉ. Người phụ nữ này chính là Nam Cung Hàn tỉ tỉ của Nam Cung Tuyết. Nam Cung Hàn nhìn Diệp Quân, ta nói chuyện với hắn một chút. Không được. Nam Cung Tuyết lập tức từ chối, cô ấy nhìn chằm chằm Nam Cung Hàn tỉ, chuyện này không liên quan gì đến hắn, chính ta đã đánh Tuyết Trần. Tỷ muốn trách thì cứ trách ta, đừng liên lụy đến hắn. Nam Cung Hàn nhìn Nam Cung Tuyết, muội có muốn hắn sống không? Nam Cung Tuyết sầm mặt, hơi giận dữ nói, tỷ có ý gì? Nam Cung Hàn không trả lời cô ấy mà nhìn Diệp Quân, đi theo ta, một mình ngươi thôi. Nói rồi cô ta xoay người đi vào trong một căn nhà. Nam Cung Tuyết siết chặt Diệp Quân. Diệp Quân vốn dĩ mặc kệ chuyện giữa tộc Nam Cung và Tuyết tộc. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Nam Cung Tuyết bảo vệ mình như vậy, cộng thêm việc trước đó hai người họ đã từng đồng hành cùng nhau, thế là hắn bỗng có lòng trắc ẩn. Diệp Quân nhìn Nam Cung Tuyết cười nói, ta đi nói chuyện với cô ta. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân, xấu hổ nói, ta không nên dẫn huynh đến tộc Nam Cung, để huynh phải bị cuốn vào trong vòng xoáy này, ta. Diệp Quân cười nói, không sao, ta đi nói chuyện với tỷ tỷ của cô trước. Nam Cung Tuyết lắc đầu. Không nói được gì đâu, tính cách của tỷ ta cực kỳ khó nói chuyện, nếu huynh vào trong đó, chắc chắn tỷ ấy sẽ gây khó cho huynh, chi bằng chúng ta bỏ trốn nhé. Vừa dứt lời, sắc mặt cô ấy đỏ bừng, mình đang nói gì vậy chứ? Đúng là xấu hổ chết mất. Lúc này cô ấy chỉ ước gì có thể tìm một chỗ chui xuống. Diệp Quân cũng sửng sốt. Bỏ trốn hả? Sao mà lại thành bỏ trốn rồi? Lúc này... Nam Cung Tuyết bỗng lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, ta biết huynh là tán tu, không có lai lịch, lại rất nghèo khó, nhưng ta tuyệt đối sẽ không chê huynh, sau khi rời khỏi nơi này, chúng ta có thể đến bất cứ nơi nào, huynh đừng lo, ta có thể chịu được khổ, chúng ta có thể cùng nhau làm việc kiếm tiền, ta có thể làm được. Mấy lời này xem như đang bày tỏ tình cảm. Nếu là bình thường, có đánh chết cô ấy cũng sẽ không nói ra những lời xấu hổ như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Cô ấy biết nếu bây giờ không đi thì cô ấy sẽ trở thành con tốt thí trong việc sắp xếp hôn sự của tộc Nam Cung. Cô ấy không muốn trở thành công cụ của hôn nhân được sắp đặt. Nói xong hết lời, mặc dù vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hai tay run rẩy nhưng cô ấy vẫn can đảm nhìn thẳng vào Diệp Quân. Nghe Nam Cung Tuyết nói thế, Diệp Quân im lặng một lúc lâu. Tất nhiên hắn hiểu được tâm ý của cô gái trước mặt. Hắn cũng không ngờ chỉ đi chung với nhau một thời gian rất ngắn mà cô gái trước mặt này lại có chút hứng thú với hắn, cũng không đúng, có lẽ chỉ là có chút thiện cảm với hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Quân thôi không suy nghĩ nữa cười nói, cô đừng lo, ta sẽ nói chuyện với tỷ tỷ của cô trước. Cô yên tâm, ta là một học giả, gia đình ta đều là những người có tri thức, là xuất thân từ một gia đình thư sinh, gia tộc bọn ta rất biết cách nói lý. Tiểu Tháp, Nam Cung Tuyết liên tục lắc đầu. Huynh không biết đâu, năm đó tỷ tỷ của ta cũng từng thích một người đàn ông nhưng bị cha mẹ ta khăng khăng chia lìa. Thế nên bây giờ tỷ ấy rất cực đoan, nếu huynh vào trong đó, chắc chắn tỷ ấy sẽ làm mọi chuyện để gây khó dễ cho huynh. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, như thế thì sao, ta đi nói chuyện trước, nếu không có tiếng nói chung thì chúng ta bỏ, chúng ta đi. Nói rồi, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, suýt nữa thì hắn đã lỡ miệng nói thành bỏ trốn. Nghe Diệp Quân nói thế, hai gò má Nam Cung Tuyết đỏ bừng, cô ấy hơi cúi đầu xuống, trong lòng tràn ngập vui sướng, khẽ nói, vậy. Huynh đi nói chuyện với tỷ ấy đi, ta chờ huynh. Diệp Quân gật đầu, ừ. Dứt lời, hắn xoay người đi vào căn phòng ở đằng xa. Trong tiểu tháp bỗng nói, tại sao tên này lại được nhiều cô gái thích thế nhỉ? Ta không hiểu. Người phụ nữ bí ẩn nói, ngươi không thấy hắn đẹp trai sao? Tiểu Tháp nói, ta không thấy gì cả. Người phụ nữ bí ẩn nói, có phải ngươi bị mù không đấy? Tiểu Tháp,
Người phụ nữ bí ẩn nói, trong sách của đại tỷ ta thường miêu tả rất nhiều người đàn ông đẹp nhưng ta thấy không đẹp trai bằng tên này. Nếu hắn không phải là người của vũ trụ quan huyên, không chừng có thể ở bên cạnh đại tỷ đấy. Tiểu tháp nói, người nói xem sau này tên nhóc này có khả năng xảy ra chút gì đó với đại tỷ của ngươi không? Người phụ nữ bí ẩn nói, sao ngươi lại có suy nghĩ này? Im lặng một lúc, tiểu tháp mới nói, ta đã đi theo ba đời rồi, hai đời trước thường xuất hiện tình huống này, đời này thì ta không dám chắc chắn, vì có đôi khi tình huống ở đời này hơi khác một chút, ta không chắc lắm. Người phụ nữ bí ẩn nói, ta thấy không có khả năng đâu, vì đại tỷ là một người thích làm nên sự nghiệp, không thích làm đàn ông. Nói đến đây, bà ấy lại nói, hổ thẹn làm sao, đi theo tiểu tháp ngươi lâu rồi, ta lại có thói quen nói mấy lời thô tục. Tiểu tháp, người phụ nữ bí ẩn nói, nhưng... Tiểu tháp hỏi, sao thế? Người phụ nữ bí ẩn nói, trước kia lúc bốn tỷ muội bọn ta ở thôn Thạch, mọi người từng thề rằng, sau này đồng sinh cộng tử. Cả đời không gả cho ai, nếu có gả thì chỉ gả cho một người. Tiểu tháp lặng thinh hồi lâu rồi nói, các ngươi đúng là biết chơi thật đấy. Người phụ nữ bí ẩn nói, sở dĩ Từ Kính Hận tên này thế có lẽ cũng vì có lời thề này. Nói đến đây, bà ấy thấp giọng thở dài, Bát Huyền cũng thế, lại nhân lúc ta không để ý mà ép buộc cái đó, bản thân muội ấy thấy thoải mái nhưng lại khiến ba người bọn ta khổ sở. Mặc dù tên này có vẻ ngoài khá đẹp nhưng... Ôi trời, ngươi chỉ là một tòa tháp, ta nói với ngươi mấy chuyện này làm gì chứ? Tiểu tháp. Diệp Quân bước vào căn phòng đã nhìn thấy Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Quân suy tư một chốc, sau đó vẫn quyết định nói lý lẽ trước, đang định lên tiếng thì Nam Cung Hàn bỗng nói, ta nghe đệ đệ của ta nói ngươi là tán tu à? Diệp Quân nói, cũng không phải. Nam Cung Hàn nhìn Diệp Quân, cũng không phải ư. Diệp Quân gật đầu, nhà ta có một thư viện, có một thương hội, cũng không tệ. Nam Cung Hàn bỗng đứng dậy, cô ta chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Quân, nói thật ta cực kỳ ghét ngươi. Diệp Quân nhíu mày. Nam Cung Hàn nói, người như ngươi còn trẻ, chưa từng trải, tâm cao hơn trời, không tự mình biết mình, ngươi không biết người nào là người ngươi có thể động vào, người nào là người ngươi không thể động vào. Giống như bây giờ, muội của ta có thân phận thế nào? Thân phận của ngươi ra sao? Ngươi có tư cách gì ở bên cạnh muội ấy hả? Cô ta khẽ lắc đầu, có lẽ ngươi sẽ nghĩ những lời ta nói khó nghe, nhưng sự thật là thế, ngươi ở bên cạnh nó không chỉ làm hại bản thân ngươi mà còn hại cả nó. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, ta nghĩ mặc dù lai lịch bối cảnh gì đó rất quan trọng nhưng chúng ta không nên đánh giá một người dựa vào thân phận của người đó, vì tốt xấu của một người không phải do tiền bạc và thân phận quyết định. Hơn nữa, ta nghĩ rằng nỗ lực của chính bản thân mình mới là điều quan trọng nhất, bản thân mình giỏi thì mới thực sự xuất sắc, còn việc cha mẹ lợi hại thì đó là việc của cha mẹ, có thể tự hào về điều đó nhưng không thể kiêu ngạo. Nam Cung Hàn cười nhạo nói, ngươi ngây thơ thật đấy. Diệp Quân cạn lời. Nam Cung Hàn lại nói, thứ cho ta nói thẳng, những người có thân phận ở tầng thấp của thế giới như ngươi không bao giờ hiểu tầm quan trọng của bối cảnh gia đình. Người ngây thơ luôn nghĩ mọi có thể chinh phục bầu trời mà lại không biết suy nghĩ này của ngươi rất ngu xuẩn. Ta cũng lười nói rõ với ngươi, lãng phí nước bọt, sau này xã hội sẽ dạy cho ngươi biết hiện thực là thế nào, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi có thể ra giá. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, ra giá ư. Nam Cung Hàn nhìn Diệp Quân, xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn bay đến trước mặt Diệp Quân, rời khỏi muội của ta, 300 vạn linh nguyên, đủ không? Diệp Quân im lặng, thế này là hơi sỉ nhục người khác đấy. Không đủ à? Nam Cung Hàn cười gằn, dã tâm của ngươi cũng lớn đấy, 500 vạn. Nói rồi lại có thêm một chiếc nhẫn nữa bay đến trước mặt Diệp Quân, nếu ngươi nghĩ đây là đang sỉ nhục ngươi thì cứ cho là vậy đi. Diệp Quân nhìn hai chiếc nhẫn trước mặt, hơi bất ngờ. Nam Cung Hàn bỗng nói, nhìn vẻ mặt của ngươi, hình như ngươi rất bất ngờ. Sao vậy? Là do chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy hay là chưa từng bị người khác sỉ nhục như thế? Diệp Quân nhìn Nam Cung Hàn, ta đã hiểu ý của cô muốn nói cho ta biết gia cảnh của ta quá chênh lệch với tộc Nam Cung, ta không xứng với tộc Nam Cung. Nam Cung Hàn nhìn Diệp Quân, đúng thế. Nói rồi cô ta lại lấy một chiếc nhẫn nữa ném đến trước mặt Diệp Quân, 1000 vạn linh nguyên, ta nghĩ chắc là đủ rồi.
Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, không nói gì. Ánh mắt Nam Cung Hàn lóe lên vẻ lạnh lùng, ta vốn dĩ có thể khiến ngươi không tiếng động mà biến mất khỏi thế giới này, nhưng ta không muốn phá hỏng tình cảm tỉ muội của bọn ta vì ngươi, cho nên cầm tiền rồi nhanh chóng rời đi, như thế không chừng ngươi có thể giữ lấy mạng sống của mình. Diệp Quân suy ngẫm một chốc, sau đó nói, ta vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện vui vẻ với cô với thân phận là người bình thường, nhưng ta nhận ra nếu ta nói chuyện với cô với thân phận là người bình thường thì hoàn toàn không thể nói chuyện được với nhau, vì cô sẽ không coi trọng ta, lời nói của ta không có trọng lượng, nếu đã thế thì chúng ta đổi một thân phận khác để nói chuyện nhé. Nói rồi hắn lấy một chiếc nhẫn ra rồi đưa đến trước mặt Nam Cung Hàn, cô xem đi. Nam Cung Hàn cau mày, cô ta nhìn chiếc nhẫn của Diệp Quân. Sau khi nhìn thấy đồ trong chiếc nhẫn, sắc mặt cô ta thay đổi, lùi về sau mấy bước. Trong chiếc nhẫn có đến mấy tỷ linh nguyên. Nam Cung Hàn ngạc nhiên nhìn Diệp Quân, ngươi. Diệp Quân đi đến một bên ngồi xuống, sau đó cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, ta là bạn của Nam Cung Tuyết cô nương, mà ta làm bạn với cô ấy không phải vì gia cảnh của cô ấy. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, Diệp Quân ta kết bạn chưa từng nhìn vào lai lịch bối cảnh của đối phương. Vì nếu xét về lai lịch gia cảnh thì ta nói một câu vô địch có lẽ cũng vẫn khiêm tốn đấy. Tiểu tháp. Nam Cung Hàn nhìn chàng trai ung dung thản nhiên trước mặt, cảm thấy như bị choáng ngợp. Mấy tỷ linh nguyên. Cho dù là tộc Nam Cung cũng không thể có được số tiền này, nhưng thanh niên trước mặt lại có được, hơn nữa còn dám lấy ra, nếu đã dám lấy ra như thế, chứng tỏ người ta không sợ tộc Nam Cung. Không sợ tộc Nam Cung. Nam Cung Hàn cau mày. Cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào là hai thế lực đó? Có khả năng, nếu không thì chắc chắn đối phương không dám đánh nhau với Tuyết Trần, càng không dám bình chân như vậy ở trước mặt mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nam Cung Hàn trở nên nghiêm trọng, cô ta nhìn Diệp Quân vội hành lễ, vừa rồi là ta thất lễ, mong Diệp công tử đừng trách tội. Thấy Nam Cung Hàn quả quyết xin lỗi mình, Diệp Quân cũng khá bất ngờ, cô gái này lật mặt cũng tự nhiên quá đấy. Không phải là người dễ đối phó. Nam Cung Hàn lại nói, không biết Diệp công tử là người của Võ Tông hay Thánh Tông. Diệp Quân nhìn Nam Cung Hàn, cười nói, Hàn cô nương, nếu ta nói không phải thì có phải cô lại thay đổi thái độ nói chuyện với ta không? Nam Cung Hàn biết Diệp Quân đang giễu cợt mình nhưng cô ta cũng không tức giận, nghiêm túc nói, Diệp công tử, vừa rồi ngươi đánh Tuyết Trần, Tuyết tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Lúc này cường giả của Tuyết tộc đã đang trên đường đến đây, thế nên ta mới hỏi thân phận thật của Diệp công tử. Tuyết tộc. Diệp Quân nhíu mày, đối phương muốn đánh hội đồng. Nam Cung Hàn nói tiếp, Diệp công tử, bây giờ ngươi định. Diệp Quân cười nói, ta biết Hàn cô nương đang lo lắng điều gì. Cô yên tâm, chuyện của ta sẽ không liên lụy đến tộc Nam Cung, ta sẽ đi ngay. Nói rồi hắn đứng lên định rời đi. Nam Cung Hàn bỗng nói, Diệp công tử, nếu ngươi là người của Võ Tông hay Thánh Tông thật, tộc Nam Cung sẵn sàng đối mặt với Tuyết tộc cùng ngươi, không chỉ như thế, tộc Nam Cung tuyệt đối không ngăn cản chuyện của ngươi và muội ta. Vèo. Nam Cung Hàn vừa dứt lời, một thanh kiếm đã lao đến sát cổ họng cô ta. Diệp Quân nhìn chằm chằm cô gái có nhan sắc tuyệt thế trước mặt, muội muội trong miệng cô hệt như một món hàng, ai có thân phận lai lịch lớn mạnh thì cô đồng ý tặng cô ấy cho người đó, đúng không? Nam Cung Hàn nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân lại nói, Hàn cô nương, xin nhớ kỹ, Nam Cung Tuyết cô nương không phải món hàng, không phải ai có tiền có quyền thì có thể bán cho người đó. Từ nay về sau, chuyện của Nam Cung Tuyết cô nương là chuyện của ta, nếu tộc Nam Cung ép cô ấy thêm một lần nữa, ta sẽ không khách sáo nữa đâu. Nói xong, hắn xoay người đi. Vừa đi đến cửa, một cô gái bước ra từ bên cạnh, chính là Nam Cung Tuyết. Vừa rồi cô ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của Diệp Quân và Nam Cung Hàn, cô ấy nhìn Diệp Quân không nói gì, nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo đó lại có hai hàng nước mắt. Diệp Quân khẽ nói, đi theo ta đi. Giúp người thì giúp đến cùng. Hắn biết Nam Cung Tuyết ở lại đây thì chắc chắn số phận sẽ rất thảm thương. Nghe Diệp Quân nói thế, Nam Cung Tuyết lập tức gật đầu, được. Diệp Quân dẫn Nam Cung Tuyết rời đi. Xung quanh bỗng xuất hiện mấy chục khí tức cực mạnh, thấy thế Diệp Quân híp mắt lại, nhưng đúng lúc này mấy chục khí tức đó lại biến mất. Diệp Quân quay đầu lại nhìn Nam Cung Hàn trong điện, sau đó dẫn Nam Cung Tuyết biến mất ở chân trời. Trong điện,
một ông lão đổ đen bỗng xuất hiện bên cạnh Nam Cung Hàn, ông lão nói, cô nghĩ hắn là người của Võ Tông và Thánh Tông thật sao? Khuôn mặt Nam Cung Hàn không cảm xúc, dù không phải là người của hai tông này thì lai lịch của hắn cũng không đơn giản. Ông lão đổ đen nói, đúng thế, người này không chỉ không sợ Tuyết Trần mà còn bình tĩnh thản nhiên khi đối mặt với tộc Nam Cung, chắc chắn là có chỗ chống lưng. Nam Cung Hàn lại lắc đầu, ông quên mất một việc, ông lão hỏi, việc gì? Nam Cung Hàn nói, nhát kiếm mà hắn tung ra lúc nãy, Sơn Bá, ông nghĩ nhát kiếm đó thế nào? Sơn Bá lặng thinh một hồi rồi nói, nhìn thì có vẻ là nhát kiếm rất tùy ý nhưng nhát kiếm này có thể đạt đến trình độ này, quả thật là yêu nghiệt. Nam Cung Hàn lại nói, cách đây không lâu, ta được biết Tiểu Tuyết đã đi vào bí cảnh Thượng Thanh Tông cùng với hắn, nói cách khác hàng tỷ linh nguyên và rất nhiều thần vật của hắn rất có thể là của Thượng Thanh Tông. Tất nhiên cũng có khả năng là của hắn thật, vì người này thật sự rất bình tĩnh, hắn chẳng qua chỉ mới đạt tới cảnh giới chân tiên nhưng lại bình tĩnh như thế. Sau lưng hắn chắc chắn có cao nhân. Sơn Bá trầm mặt nói, chúng ta nên làm thế nào? Nói không dao động bởi mấy tỷ linh nguyên là nói dối. Nếu tộc Nam Cung có được số tiền đó, sau này tộc Nam Cung sẽ có thể bồi dưỡng được nhiều cường giả đỉnh cấp hơn. Nhưng vẫn phải suy xét kỹ càng. Nam Cung Hàn khẽ nói, chuyện này rất đơn giản, chẳng phải hắn đánh Tuyết Trần sao? Tuyết tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chúng ta chỉ cần đứng yên nhìn là được, sau lưng hắn có người hay không, có phải là người của Võ Tông và Thánh Tông hay không thì sẽ biết sớm thôi. Sơn Bá cười nói, tuyệt. Ông ta lại nói, Tuyết tiểu thư. Nam Cung Hàn nhắm mắt lại, nếu nó đã tự lựa chọn đi theo người đàn ông này thì nó phải tự gánh lấy mọi hậu quả. Sơn Bá khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, tình thân mà đặt giữa đại tộc thì chẳng là gì. Sau khi Diệp Quân và Nam Cung Tuyết rời khỏi tộc Nam Cung Tuyết lại không hề cảm thấy đau buồn mà ngược lại còn rất vui vẻ, đôi lúc còn lén nhìn Diệp Quân. Diệp Quân bỗng nói, tỷ tỷ của cô không đơn giản nhỉ. Nam Cung Tuyết gật đầu, hiện giờ tất cả tài sản và mọi chuyện của gia tộc đều do tỷ ấy xử lý, là trợ thủ đắc lực của cha. Diệp Quân quay đầu sang nhìn Nam Cung Tuyết, rời khỏi tộc Nam Cung, cô không hối hận sao? Nam Cung Tuyết cười nói, có gì mà phải hối hận chứ? Khi còn bé thì không sao, tỷ tỷ cũng yêu thương ta, nhưng sau này, sau khi chuyện đó xảy ra chuyện, tỷ ấy bắt đầu trở nên cực đoan, trong mắt tỷ ấy, cái gì cũng có thể lợi dụng được cả, bao gồm cả ta và đệ ta. Nói đến đây, vẻ mặt cô ấy bỗng trở nên u ám. Diệp Quân nói, tỷ tỷ của cô quả thật không phải là người dễ đối phó. Nam Cung Tuyết bỗng dừng bước. Cô ấy nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, ta có thể cảm nhận được tỷ của ta đã bị dao động bởi chiếc nhẫn của huynh, nhưng tỷ ấy vẫn để huynh và ta đi, thế nên ta đoán hẳn là tỷ hơi e dè thân phận của huynh, không dám làm gì với huynh, muốn mượn tay Tuyết tộc để thăm dò huynh. Vì nếu ta đi với huynh, Tuyết tộc sẽ coi như nỗi nhục nhã lớn, nhất định sẽ cử cường giả đến giết chúng ta, đó là lý do tại sao tỷ ấy dễ dàng thả ta đi. Diệp Quân nhìn Nam Cung Tuyết trước mặt. Cảm thấy khá ngạc nhiên, hắn không ngờ Nam Cung Tuyết lại có thể nghĩ đến chuyện này. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân, thế nên tiếp theo chúng ta sẽ bị Tuyết tộc truy sát, cho dù thoát khỏi sự truy sát của Tuyết tộc, tỷ của ta thấy huynh không có thân phận và lai lịch gì đặc biệt, chắc chắn sẽ ra tay với huynh. Diệp Quân cười nói, sao cô lại nghĩ ta không có lai lịch mạnh? Nam Cung Tuyết lắc đầu, ngay từ đầu huynh không chỉ không biết Tuyết tộc mà còn không biết cả tộc Nam Cung tộc. Cho nên huynh không thể nào là người của Võ Tông và Thánh Tông. Mà người có thể khiến Tuyết tộc và tộc Nam Cung sợ cũng chỉ có hai thế lực siêu nhiên là Võ Tông và Thánh Tông. Thế nên tiếp theo, chúng ta sẽ bị hai thế lực đuổi giết, nhưng không sao cả, vừa nghĩ đến việc chết cùng huynh, ta không sợ nữa. Diệp Quân cười nói, chúng ta sẽ không chết. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân cười nói, ta có tháp ra. Tiểu tháp nói, người khoác lác thì cũng đừng đem ta ra, cảm ơn. Diệp Quân. Nam Cung Tuyết hơi ngạc nhiên, tháp ra. Diệp Quân gật đầu, ừ, tháp ra dẫn dắt ta rất lợi hại, có 102, làm việc quyết đoán. Dừng. Tiểu tháp nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Quân cười nói, tháp ra, ta cũng không yêu cầu gì nhiều, ngươi có thể lấy kiếm hành đạo cho ta được không? Ta đảm bảo không sử dụng bừa bãi. Chỉ dùng khi bị đánh hội đồng thôi. Im lặng một hồi,
Tiểu Tháp mới nói, đầu tiên, ta cảm ơn ngươi đã xem trọng ta, ngươi thế mà lại nghĩ ta có thể phá vỡ phong ấn của cô ngươi, đây là điều ta thật sự không ngờ đến, thật sự cảm ơn ngươi vì đã coi trọng ta. Khuôn mặt Diệp Quân cứng đờ. Thôi xong. Tháp gia cũng không có cách nào phá giải phong ấn. Chỉ có thể đổi cách khác thôi. Diệp Quân nói, Tháp gia, vậy ngươi có thể giấu khí tức giúp ta không? Tiểu Tháp nói, ta không thể ra tay giúp ngươi. Diệp Quân nói, đến lúc đó ta gặp cô sẽ nói tốt cho ngươi để bà ấy thăng cấp giúp ngươi. Tiểu Tháp cười nói, ngươi đừng nghĩ có thể gạt ta, nếu là cha ngươi thì ta còn tin, lời nói của ngươi chẳng có tác dụng đâu. Diệp Quân bình tĩnh nói, vậy thì ta sẽ nói xấu ngươi. Mẹ kiếp! Tiểu Tháp bỗng lo lắng nói, sao ngươi có thể xấu xa như thế chứ? Diệp Quân cười khổ nói, Tháp gia, ngươi cũng thấy tình hình hiện giờ rồi đấy, ít nhiều gì cũng giúp một chút đi chứ, ngươi thấy sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, không phải ta không muốn giúp ngươi mà lúc đi cô của ngươi đã dặn không thể để ta giúp ngươi, nên ngươi vẫn nên tự lo liệu đi. Diệp Quân sầm mặt, đúng lúc này chân trời ở đằng xa bỗng sôi trào, sau đó mấy chục khí tức cường đại cuồn cuộn lao đến, lúc này thời không xung quanh méo mó, cực kỳ đáng sợ. Đến rồi. Nam Cung Tuyết đi đến bên cạnh Diệp Quân, cô ấy bỗng kéo tay Diệp Quân khẽ nói, huynh sợ không? Diệp Quân lắc đầu, không sợ. Nam Cung Tuyết mỉm cười, sợ cũng không sao, ta ở bên cạnh huynh. Diệp Quân khẽ cười, cũng không nói gì. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân vẫn bình tĩnh tự tin trước mặt, nhất thời không khỏi hơi si mê. Như nghĩ đến điều gì, mặt cô ấy bỗng đỏ bừng, hơi cúi đầu xuống nắm chặt tay Diệp Quân. Lúc này cô ấy thậm chí còn nghĩ giá như mình chết ở đây với huynh ấy thì tốt biết mấy. Diệp Quân nhìn đám cường giả tuyết tộc, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong đầu đã có kế sách đối phó. Nếu đánh không lại thì chỉ có thể dùng trí não. Ngay lúc này mấy chục cường giả bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Nam Cung Tuyết, người đi đầu là một đại đế. Ngoài đại đế này ra, còn lại đều là cường giả cảnh giới thần đế đỉnh cao. Trận thế này chắc chắn không phải là thứ bây giờ Diệp Quân có thể chống đối, vì thực lực của cường giả ở đây đều rất cao, sức chiến đấu cực mạnh. Trong Tiểu Tháp nói, giờ hắn không thể gọi người, không có kiếm hành đạo, người nghĩ hắn sẽ đối phó với tình hình này thế nào? Người phụ nữ bí ẩn nói, không biết. Tiểu Tháp cười nói, ta nghĩ lần này tên nãy sắp bị đánh, ta thích nhìn hắn bị đánh, ha ha, mạo danh đệ tử võ tông. Nhìn mấy chục vị cường giả đỉnh cao trước mặt, vẻ mặt Nam Cung Tuyết trở nên nghiêm nghị, cô ấy nắm chặt tay Diệp Quân, cô ấy biết hai người họ chắc chắn không phải là đối thủ của những người này. Nhưng cô ấy không hề sợ. Cùng lắm chỉ là chết thôi mà. Diệp Quân lại vô cùng bình tĩnh, không phải bởi vì hắn đã có chỗ dựa, mà là vì hắn đã có cách đối phó. Hắn có ba cách đánh. Cách thứ nhất, đánh được thì lao vào đánh, không cần nhiều lời. Cách thứ hai, không đánh nổi thì giảng đạo lý trước, sau đó mới đánh. Cách thứ ba là thật sự không thắng nổi thì lẩn tránh. Ông lão cầm đầu là một vị đại đế, cũng là đại trưởng lão của tuyết tộc, tên Tuyết Phong. Lúc này, sắc mặt của ông ta và đám cường giả tuyết tộc phía sau vô cùng lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Đánh thế tử tuyết tộc, còn dám cướp hôn, đây là sỉ nhục tuyết tộc một cách trắng trợn. Tuyết tộc chưa bao giờ chịu nỗi nhục lớn như vậy. Tuyết Phong nhìn Diệp Quân, đang định lên tiếng thì Diệp Quân đã tiến lên một bước, quát lớn, các ngươi thật to gan. Đám người Tuyết Phong sững sờ. Nam Cung Tuyết cũng giật mình trước tiếng quát của Diệp Quân, cô ấy nhìn Diệp Quân với vẻ kinh ngạc. Diệp Quân nhìn Tuyết Phong, cười nhạo, tuyết tộc nhỏ bé mà cũng dám truy sát ta sao? Ai cho các ngươi dũng khí này hả? Nghe vậy, sắc mặt Tuyết Phong trở nên khó coi. Người phía sau ông ta định ra tay nhưng đã bị ông ta chặn lại, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ngươi là ai? Ông ta cũng vô cùng kinh ngạc, người này thật kiêu ngạo, e rằng phía sau còn có người chống đỡ. Diệp Quân không nhiều lời, phóng võ ý mạnh mẽ của mình ra. Bùm! Khí tức võ thần vừa phóng ra, sắc mặt đám người Tuyết Phong lập tức thay đổi, Tuyết Phong run rẩy nói, ngươi, khí tức võ đạo này, ngươi là người của võ tông ư? Diệp Quân khinh thường nói, cút. Nghe vậy, đám người Tuyết Phong vừa tức giận vừa sợ hãi, Tuyết Phong lập tức nói, làm phiền rồi. Nói xong, ông ta dẫn đám cường giả tuyết tộc quay người rời đi.
không chút do dự. Diệp Quân nói, đợi đã. Nghe vậy, Tuyết Phong dừng bước, quay lại nhìn Diệp Quân với vẻ khó hiểu. Diệp Quân nhìn Tuyết Phong, cứ đi vậy sao? Tuyết Phong trầm giọng nói, người có ý gì? Diệp Quân nói thẳng, để nhẫn không gian lại. Đám người phía sau Tuyết Phong vô cùng tức giận, khí tức thần đế phóng thẳng lên trời, rung chuyển trời đất. Tuyết Phong nhìn chằm chằm Diệp Quân, nắm chặt hai tay, không nói gì. Diệp Quân nhìn ông ta không chút sợ hãi, không để lại thì Tuyết tộc sẽ bị diệt, ông tin không? Tuyết tộc chưa bao giờ chịu nhục nhã lớn như vậy. Đám cường giả Tuyết tộc phía sau Tuyết Phong vô cùng tức giận, muốn ra tay nhưng bị Tuyết Phong ngăn lại. Ông ta nhìn Diệp Quân, cười nói, chuyện này là do Tuyết tộc ta sai, nên đền bù tổn thất là phải. Nói xong, ông ta tháo nhẫn không gian của mình ra. Nhưng đám cường giả Tuyết tộc sau lưng ông ta không nhúc nhích, bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Quân với ánh mắt nảy lửa. Tuyết Phong quay người, liếc nhìn đám cường giả phía sau, mặc dù bọn họ không cam lòng nhưng cũng phải tháo nhẫn không gian ra. Tuyết Phong quay lại nhìn Diệp Quân, sau đó dẫn theo đám cường giả Tuyết tộc rời đi. Diệp Quân thu nhẫn không gian lại, hắn nhìn qua trong nhẫn tổng cộng có hơn 3.000 vạn linh nguyên. Diệp Quân lắc đầu thở dài, Tuyết tộc này nghèo thật. Đại đế mà chỉ có 1.000 vạn linh nguyên, không biết sống thế nào nữa. Nam Cung Tuyết bên cạnh Diệp Quân cũng lắc đầu, 1.000 vạn linh nguyên ở loạn tinh giới đã được coi là một khoản tiền lớn lắm rồi. Diệp Quân nói, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn kéo Nam Cung Tuyết xoay người rời đi. Trên đường, Nam Cung Tuyết hỏi, huynh là người võ tông thật sao? Diệp Quân cười nói, cô đoán xem. Nam Cung Tuyết lắc đầu, không phải. Diệp Quân hơi bất ngờ, sao cô biết? Nam Cung Tuyết mím môi cười, huynh không phải là người võ tông, cũng không phải người loạn tinh giới, huynh từ bên ngoài vào phải không? Diệp Quân dừng bước, hắn quay lại nhìn Nam Cung Tuyết, Nam Cung Tuyết nhẹ nhàng nói, nếu huynh là người của loạn tinh giới thì sẽ không giả mạo người võ tông. Diệp Quân cười nói, võ tông mạnh lắm sao? Nam Cung Tuyết gật đầu, rất mạnh. Cô ấy nắm chặt tay Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, chúng ta rời khỏi đây đi. Diệp Quân không biết võ tông đáng sợ đến mức nào, nhưng Nam Cung Tuyết biết Diệp Quân mạo danh người võ tông, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với việc giết Tuyết Trần. Đây cũng là lý do tại sao Tuyết Phong kia không dám ra tay, bởi vì ở đây không ai dám đắc tội với võ tông, chứ đừng nói đến việc giả mạo võ tông. Nhìn Nam Cung Tuyết bồn chồn bên cạnh, Diệp Quân khẽ cười nói, ta chưa thể về được. Nam Cung Tuyết khó hiểu nói, tại sao? Diệp Quân nhẹ nhàng nói, ta phải trở thành đại đế ở đây mới được. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân, huynh là thiếu gia của thế lực nào đó xuống núi tu hành sao? Diệp Quân cười, coi là vậy đi. Nam Ngạo Tuyết hơi cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới hỏi, nhà các huynh, mạnh đến mức nào? Diệp Quân chớp mắt, khá mạnh. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nghiêm mặt hỏi, ông già kia không ngốc, lát nữa có thể sẽ phát hiện ra điều bất thường rồi quay lại giết chúng ta cũng nên, chúng ta mau tìm chỗ tu luyện cho tốt đi. Nam Cung Tuyết nói, huynh có đá tỷ kiếp, chúng ta đến bí cảnh. Cô ấy kéo Diệp Quân, đi theo ta. Chẳng mấy chốc, cả hai đã biến mất trên bầu trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.